Pilates 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 <laughs> <laughs> Xin chào các bạn đang nghe ôm chatting do Yoga Việt Nam và biên Yoga đồng thực hiện Mình là Đinh Trang, host của podcast Chủ đề của buổi trò chuyện hôm nay không về yoga nữa Mà về một bộ môn tập luyện đang thịnh hành tại Việt Nam Các bạn chắc cũng đã đoán được khi nghe chúng tôi mở màn xí xô xí xà như vừa rồi Trang sẽ nhường cho bạn khách mời này Chính thức lần đầu tiên gọi tên và giới thiệu về bộ môn này. Ngày hôm nay chúng ta có một bạn khách mời, một cô uh, gái trẻ trung, một cô huấn luyện viên rất là uh, xinh tươi. Bạn Triệu Thiên Hương, thường được uh, mọi người biết đến với cái tên, nghe là thấy vui rồi. Joy, xin chào Joy. Xin chào chị Trang. Um, Joy rất là hân hạnh um, được chị Trang mời làm khách mời của tuần này cho kênh podcast Om Chatting. Cảm ơn Joy đã đồng ý tham gia. Joy là một bạn khách mời đầu tiên mà không phải là giáo viên yoga xuất hiện ở Om Chating này. Thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ và thảo luận với nhau về bộ môn Pilates nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu luôn. Bây giờ chị nhờ Joy làm cho chị những việc như thế này. Đầu tiên là Joy có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân em. Thứ hai là Joy giới thiệu về bộ môn nhưng theo hai cách. Một cách đầu tiên đó là Choi bán cái bộ môn Pilates này cho một người rất là bình thường Người chỉ đơn thuần là muốn tập luyện để gìn sức khỏe Và Choi bán cái bộ môn Pilates này cho một giáo viên yoga Ví dụ như là chị chẳng hạn Rồi bắt đầu nào Dạ yeah. Um, xin chào mọi người uh, mình là choi hiện tại mình đang là giáo viên pilates uh, được hơn 6 năm rồi và mình đang làm việc cho trung tâm live pilates việt nam tại quận 7 nếu như mà mình gặp một um, uh một vị khách đến trung tâm và muốn tham gia lớp pilates vào lần đầu tiên, tại vì họ chưa tập pilates bao giờ, thì cho sẽ giới thiệu với họ là pilates là một bộ môn mà um, có thể làm khỏe cái phần cơ trọng tâm của họ lên và đồng thời sẽ điều chỉnh và khắc phục cái phần tư thế để mà làm giảm chấn thương. Ừ. Ừ. Um, còn nếu như uh, là một vận động viên đến với trung tâm, thì cho sẽ nói là uh, pilates sẽ giúp cho họ tăng cường cái sức bền và sự nhận thức về cơ thể ừ. đồng thời là cảm nhận về cơ thể nhiều rõ hơn để mà họ có thể um, di chuyển một cách chính xác trong cái bộ môn mà họ đang thi đấu hoặc là đang biểu diễn ừ. còn với giáo viên yoga thì cho sẽ nói sâu hơn về mặt uh, uh, kỹ thuật cũng như là về kiến thức đó là pilates là một bộ môn cũng là phần giãn cơ nhưng mà vừa giãn và vừa làm dài và vừa làm khỏe cùng một lúc đó là khi mà tập với pilates thì mình sẽ tập với là sự kháng lực, yeah. ừ. khi tập với sự kháng lực này thì cơ mình sẽ hoạt động theo hai chiều chiều thứ nhất là làm co và ngắn phần cơ lại chiều thứ hai khi mà trả về của một cái chuyển động nào đó thì cơ vẫn còn siết nhưng chiều dài của phần cơ lại được làm dài ra thì lúc đó phần gân cơ và cả dây chằng đều được làm khỏe ừ. ngoài ra Uh, Pilates còn tác động vào những cái nhóm cơ rất là nhỏ và sâu bên trong là những nhóm cơ mà thiên về ổn định phần tư thế, ổn định về tư thế như thế thì cái phần cơ lõi của mình sẽ phải hoạt động rất là nhiều cho mình thêm cái sức mạnh, cho hay nói gọi là uh, tăng cái nội lực bên trong của cơ thể lên, <laughs> nghe ừ. nghe giống như là trong phim trưởng và giúp cho mình có cái sức bền được lâu hơn. Ừ. Wow, nghe rất là kỹ thuật đúng không? Rồi bây giờ mình kiểu làm là Pilates 101 nha, <laughs> Pilates căn bản. Ờ, chị thấy là cái từ cơ trọng tâm hoặc là cơ lõi được sử dụng rất là nhiều khi mà tập luyện cái bộ môn này thì em có thể giải thích một chút xíu về cái nhóm cơ này không? Yeah. cơ trọng tâm uh, trong Pilates có một thuật ngữ đó gọi là powerhouse gọi là ngôi nhà năng lượng thì ngôi nhà năng lượng này mình hình dung như là một cái cái trống đi chẳng hạn cái trống thì nó sẽ có một cái mặt trống ở trên rồi mặt đáy ở dưới rồi mặt trước mặt sau và hai mặt bên nữa cái phần trống đó giống như là cái phần giữa của cơ thể thì mặt trước đó là phần cơ bụng mặt sau đó là phần cơ lưng nhưng mà cơ lưng này nó nằm rất là sâu xen kẽ từng các đốt sống Ừ. Và nhờ cái phần cơ lưng đó gọi là cơ cơ sẻ nhiều nhánh multifidus thì sẽ giúp cho cái cột sống của mình được dựng thẳng lên khi mà nó được kích hoạt. Rồi, cái mặt trống ở phần trên là đối chiếu với cơ thể đó là phần cơ hoành là khi mà mình thở thở thì sẽ không bao giờ ngừng ừ. <laughs> không bao giờ ngừng nên là lúc nào nó cũng hoạt động rồi còn phần mặt đáy đó là cơ sàn chậu khi mà mình kích hoạt cái phần cơ lõi của cơ thể đó là phần cơ bụng ngang ừ. thì khi mà mình kích hoạt cái phần cơ lõi đó đồng thời mình biết kích hoạt cái phần cơ sàn chậu trong yoga gọi là mundabala yeah. mula banda dạ vâng <laughs> <laughs> xin lỗi Quá đó. và mình kích hoạt được cái phần cơ sàn chậu đó thì tự động cơ sẻ nhường nhánh của mình sẽ được khích lại giống như một cái bím tóc gì đó một cái biếm tóc cho cái cuộc sống và làm cho cuộc sống mình được dựng thẳng lên ừ. thì lúc đó vần khung chậu và cả một cuộc sống sẽ được quay trở về vị trí gọi là trạng thái trung tính trạng thái trung tính có nghĩa là các khớp nó không bị áp lực chiều dài của các nhóm cơ sẽ không bị mất cân bằng ừ. à, cơ ở đằng trước cơ ở đằng sau rồi uh, trạng thái và vị trí của các khớp được quay trở về vị trí mà nó đã được sinh ra ừ. vốn dĩ là ừ. Ừ vào wow, cái ví dụ uh, mô phỏng về cái trống uh, powerhouse trong cơ thể của con người của Choi uh, khá là dễ hình dung đúng không? tức là mình có hình dung là mặt sau, mặt trước của cơ thể và cả những cái mặt dưới nữa thì tất cả đã đều được uh, được tập luyện, được rèn luyện cùng một lúc. Tại sao chúng ta lại cần chú trọng cái sự ổn định của cơ thể ừ. và cái vùng vùng trọng tâm như 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 Choi vừa nói? Dạ vâng. Tại vì nếu như mà mình mất cái sự ổn định của cơ thể thì những cái bộ phận khác nó sẽ phải hoạt động bù trừ. Ừ. Ừ. Ví dụ như mình cười ha 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 ha, thì mình cũng phải siết cái phần trọng tâm đó lại. Đúng không? Nếu mà mình muốn hét lên thật to, ừ. thì mình cũng sẽ phải siết cái phần trọng tâm đó lại. Ừ. Cho, cho dù mình ho đi chăng nữa, hoặc là mình đi vệ sinh, ừ. <laughs> hoặc là mình ngồi xuống và mình khiêng một cái thùng bia lên, mình cũng đều phải siết cái phần này. Nhưng đa số mọi người không nhận ra, ừ. tại vì cơ thể hoạt động theo cái cơ chế tự nhiên đó rồi nếu như mà mình mất cái sự ổn định đó thì những bộ phận khác nó phải hoạt động bù trừ thứ nhất đầu cổ vai khớp gối cổ chân là những cái bộ phận mà ngoài cái phần cơ trọng tâm đó ra nó sinh ra nó không phải là để chịu áp lực như vậy thì nó sẽ dẫn đến những chấn thương khác Mm, hay quá cái ý choi vừa nói nó khá là giống với lại một cái ý của thầy một cái thầy giáo um, yin yoga thì trong cái bối cảnh của bộ môn yin yoga hoặc khi mà thầy thầy đào tạo thầy huấn luyện những cái giáo viên yin yoga trong khóa của thầy gọi là yin yoga chức năng thì thầy cũng nói là những cái gì mà gần với lại cái vùng tâm của cơ thể mới là cái quan trọng những cái ví dụ như là bàn tay bàn chân những cái rất là xa cái vùng tâm là những cái thứ mà nó là kém quan trọng nhất và nó chỉ có hiệu quả khi mà mình tập, vận dụng nó để mình có thể là mình gia giảm điều chỉnh cái hoạt động của mình thêm nó thêm có thể thêm mạnh hoặc là thêm nhạy thêm tinh tế hơn thôi thì gia yeah, thì đó là cái mặt gym còn đây là mình đang nói gian <laughs> pilates của troy và ông pilates là người người sáng lập ra bộ môn này dạ yeah. ừ. ông cũng nói là mọi di chuyển của cơ thể đều xuất phát từ phần cơ trọng tâm. Do movement start from your center. Uh -huh. yeah. Đó. Ừ. Nên là tất cả mọi chuyển động của mình nếu như mà mình không không biết điều khiển từ phần cơ trọng tâm này thì những phần khác nó sẽ di chuyển một cách không được uh, có tổ chức. Ừ. ừ. Thì như thế um, ngày mỗi ngày tháng qua tháng năm qua năm và nhiều năm như thế thì những những cái khớp đó, những cái khớp mà nó không được sinh ra để mà tạo sự ổn định cho cơ thể như vậy nó sẽ bị mệt, bị kiệt sức và đến một ngày đó mình bị ảnh hưởng hoặc là mình bị chấn thương lúc nào mà mình không biết ừ. Ừ. Xét về mặt về mặt vận động chức năng của môn Pilates, Troy vừa nói thì chị có thể hiểu được nhưng mà chị vẫn chưa nắm được là tại sao cái đấy lại là một cái đặc thù, một cái chú trọng của Pilates mà nó chúng ta có thể khó tìm thấy ở những cái bộ môn thể dục ừ. hoặc là những cái bộ môn vận động hay là yoga khác mặc dù chúng ta cũng có rất là nhiều cái hình thể loại là fitness đúng không thì cho um, có thể chia sẻ thêm là cái đặc thù tập luyện hay là cái đặc thù chuyển động hoặc là cái nguyên tắc tập luyện của pilates để làm nên ừ. những cái rất là chú trọng về vùng tâm rồi có thể là mình sẽ lòng thêm một chút về cái lịch sử ra đời của bộ môn này á dạ yeah, dạ yeah. thì um, trước đây ông pilates hồi xưa ông còn nhỏ thì ông pilates uh, là một uh, một đứa trẻ rất là còi xương rồi là bị bệnh nhiều bị hang xuyến. à, khi đến trường thì bị bạn à, bắt nạt từ đó là ông ông mới về và ông tự tập luyện ví dụ như là ông có tập yoga rồi ông tập à, kickboxing rồi ông tập à, à, nâng tạ rồi trượt tuyết cộng thêm nữa là tập gymnastics cùng với bố của mình ừ, bố của ông pilates còn mẹ của pilates là à, một Y tá mà chữa bệnh theo thuận tự nhiên, thành ra là ông thừa hưởng những cái gen đó từ ba mẹ và ông tự tìm ra một cái uh, hoạt động để cho bản thân của ông được phát triển hơn và khỏe mạnh hơn. thì khi mà ông tập hít thở theo phương pháp của yoga, <laughs> tập hít thở ngoài trời và ông hấp thụ được vitamin D làm cho xương của ông được khỏe hơn, không bị còi xương nữa. và cái việc hít thở từ yoga giúp cho ông chữa bệnh hen suyễn cho chính mình. Ừ. rồi khi mà ông khỏe lên rồi thì ông sẽ tập những bộ môn khác như kickboxing rồi siết rồi gymnast uh, nói chung là tự thân vận động để mà tìm ra cái phương pháp cho bản thân ông được khỏe hơn đến khi mà ông đến Mỹ ở tại vì khi ở Đức bị phát xít Đức ngăn cấm là không được hoạt động uh, dạy cái bộ môn của mình nữa thì ông mới uh, du nhập vào Mỹ ừ. và ông cùng với vợ của mình là Miss Clara thì hai vợ chồng mới tạo dựng ra một bộ môn gọi là contrology. Contrology tức là sự kiểm soát. Dạ, sự kiểm soát ở đây khi mà tập pilates á, lúc đó tập bộ môn contrology thì mình phải dùng toàn bộ tâm trí, tập trung ừ. vào từng chuyển động nhỏ nhất của cơ thể và nhận thức được cơ thể của mình đang ở vị trí nào. Dạ, biết được là mình lệch bao nhiêu với sự giám sát và uh, chỉ bảo tận tình của hai vợ chồng thì người tập họ sẽ cảm nhận được rằng à tôi đang bị sai tư thế ra làm sao. phương pháp dạy của hai vợ chồng đó là lúc đó hai vợ chồng không có nói rõ tiếng Anh tại vì họ là người Đức nên là cái phương pháp dạy của họ chủ yếu là chạm chỉnh, hands-on skill và dạ, chạm chỉnh. Thành ra khi mà chạm như vậy người tập họ cảm nhận được rằng à cái vai tôi phải hạ xuống à cái bụng tôi phải siết nhiều hơn à cái đầu tôi phải cúi một chút xíu nữa ừ. thì họ sẽ cảm nhận sâu thật là sâu ở từ bên trong cái phần cơ cơ lõi cơ trọng tâm của họ ừ. nguyên tắc khi mà mình tập luyện pilates đó mình sẽ có sáu nguyên tắc chính và chung nhất cái thứ nhất đó là sự kiểm soát control khi mà mình di chuyển mình không phải là mình di chuyển qua cái tay dài thôi dài thôi ừ, mà mình phải di chuyển là đúng một đường thẳng về phía trước hay là mình mở sang ngang trọng bằng vai hay là mình đi ra đằng sau nhưng mà vai vẫn phải được ổn định đó là sự kiểm soát sự nhận thức à, cái thứ hai đó là sự tập trung tập trung ở đây là, là mình tập trung vào nhịp thở ừ. yeah, tập trung vào sự nhịp thở tập trung vào cách siết cơ ra làm sao ví dụ mình nâng một cái tay lên thì mình tập trung là tôi nên sử dụng cái phần nào của cơ thể để mà điều khiển tay được nâng lên mà để tay được nâng lên cao nữa cùng với lại cái sự kháng lực đó của phần lò xo thì mình nên dùng cái phần nào để mà tăng thêm cái sức mạnh cho cái tay mình được nâng lên một cách dễ dàng hơn và không bị thay đổi cái sự định tuyến của cơ thể tập trung cái thứ ba đó là phần trung tâm Ừ. lúc nãy em có nói là mọi chuyển động của mình đều xuất phát từ phần trung tâm ra thì khi mà di chuyển và tập trung pilates lúc nào cũng phải siết bụng siết <laughs> bụng siết cơ trọng tâm siết ừ. cả phần lưng siết cả phần cơ sàn chậu và thở ừ. bốn cái phần đó là sẽ không bao giờ thiếu ừ. luôn luôn di chuyển từ phần cơ trung tâm ra thứ tư đó là hít thở thì cái hít thở của pilates khá là Um, em nghĩ là mọi người cũng sẽ cũng đã tập rồi những ai mà tập gym thì được cũng biết được cái cách thở là hít bằng mũi và thở ra bằng miệng cái phần vì sao hít bằng mũi thở ra bằng miệng và tập trong pilates đó là khi mình hít vào bằng mũi á những cái phần lông ở trong mũi nó sẽ giúp cho lọc không khí và mình hít được cái khối lượng khí nhiều hơn là mình hít vào bằng miệng Đồng thời đó là uh, khi hít vào bằng mũi như thế Thì mình sẽ cảm nhận được đặt cái phần phổi của mình nở rộng nhiều hơn hơn là mình hít vào bằng miệng còn khi thở ra bằng miệng thở ra bằng miệng thì mình có thể điều chỉnh cái lượng khí ra ngoài ví dụ như là mình thở hoặc là mình thở hoặc là thở đó và khi mà mình thở ra bằng miệng thì mình có thể đẩy được toàn bộ khí ra ngoài mà để được đẩy toàn bộ khí ra ngoài thì mình phải tạo một cái áp lực lên thành bụng thì mình gọi là power Đúng rồi, ừ. chính xác. Thở ra bằng miệng đó, mình có cơ hội để mình siết mình cơ bụng được, được nhiều hơn. Dạ, ừ. dạ. Yeah. Ừ. Yeah. Còn hít bằng mũi. Nếu như mà chị Trang có thể làm được thì mình hít bằng mũi, rồi mình thở ra bằng mũi. Thở đến khi nào không thở ra bằng mũi được nữa, ừ. mình mới mở miệng ra và mình thở đẩy những giọt khí còn sót lại ra ngoài. Là lúc đó chị sẽ cảm nhận được cái phần thành bụng của mình nó được siết lại năm cả là thở bằng miệng ra thở bằng miệng ra thở ra Đấy, bằng từ miệng đầu. vâng à, không à, thở bằng miệng ra từ đầu thì em đang muốn so sánh là cái thở ra bằng mũi với thở ra bằng miệng và okay. dạ, nó sẽ được dài hơn ừ. vâng thì à, cái phần cơ lõi của mình sẽ là sẽ được ổn định ừ. vậy khi cơ lõi của mình siết được như thế sẽ giúp cho cái phần lưng dưới được ổn định ừ. Ừ. còn nếu như mà mình hít xong rồi mình hít phần bụng thở ra hóp bụng thì cái phần lưng dưới khi mà mình di chuyển á cái khung chậu nó không được ổn định làm cho cái phần lưng dưới nó cũng sẽ đi theo tại vì khung chậu là được gắn liền với lại phần cột sống thành ra khung chậu đi như thế nào ừ. là cột sống cũng sẽ đi theo đó thì thành ra cái phần hít bằng mũi và thở ra bằng miệng sẽ giúp cho phần ổn định cơ lõi ổn định cho cột sống ừ, ừ. cái thứ năm đó là phần mạch chảy và yeah, mạch chảy flow ở đây mạch chảy không phải là đi mượt mà như là dòng nước ha. mà mạch chảy ở đây đó là những chuyển động tay chân sẽ di chuyển một cách nhịp nhàng cùng với nhịp thở chứ không phải theo nhịp nhạc nó mà dạy một cái lớp pilates mà uh, một cái không khí pilates đúng đúng chất đúng nghĩa luôn á là không cần nhạc mà họ sẽ dùng cái nhịp thở để tạo ra cái giai điệu cho cái lớp đó Yeah. rất 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 là feel khi mà vào một cái lớp tập như vậy rất là feel um, và cái mạch chạy đó sẽ giúp cho cái cơ thể của mình chuyển động mượt mà hơn thế nên hồi xưa các dancer diễn viên múa ballet họ cần phải đến tập pilates để làm gì thứ nhất để mà tránh chấn thương tại vì họ cần cái sự dẻo dai nhưng mà dẻo quá đến một thời gian thì họ sẽ bị break họ sẽ bị thương thành ra đến pilates để mà phục hồi lại và đồng thời họ cảm nhận được cái chuyển động của họ mạnh mẽ hơn mượt mà hơn và một cách kiểm soát dạ ừ. yeah. đó là phần mạch chảy còn cái nguyên tắc thứ sáu đó là à, sự chính xác khi tập pilates à, mọi người à, những ai mà mới vào tập á, hơi bị khớp một chút xíu Cho cái gì mà nhiều thứ à? vai phải hạ xuống cầm hạ xuống 1mm <laughs> rồi hít thì phải mở căng lồng ngực À, thở là phải xiết bụng vào nhấn luôn nhấn lỗ rốn à, không chọn phải trung tính như thế này thế kia nhức đầu quá mệt quá mệt quá <laughs> nhưng mà cái nhờ cái sự chính xác đó sẽ giúp cho mọi người đạt được cái lợi ích của bài tập rất nhanh chỉ cần 2 tuần hoặc 3 tuần thôi là mọi người đã cảm nhận một sự khác biệt với cơ thể mình rồi thứ nhất là về phần tâm trí Ừ. tâm trí của họ sẽ minh mẫn hơn nè à, ra những cái quyết định chính xác và rõ ràng hơn đó là những cái feedback mà em nhận được <laughs> từ học viên của mình vâng à, nhờ cái sự chính xác đó nhờ, nhờ những cái sự tỉ mỉ và cẩn thận chu đáo đó mà họ đi lại và họ nhận thức và lúc nào mà họ ngồi hay là họ đi đứng họ đều cảm nhận à cơ thể của mình phải như thế này ừ. thì sẽ cảm thấy không bị áp lực ở ngoài phần cuộc sống ừ. Ừ. hoặc là cảm thấy à, người cao hơn Đó dạ vâng. vâng tuyệt vời tuyệt vời hay quá wow cái phần giới thiệu về bộ môn pilates của troy rất là tuyệt vời um, Mang lại chị nhiều thông tin đấy và cũng có những cái um, yếu tố cảm hứng ở trong đó ví dụ như là mạch chảy chẳng hạn <laughs> cái chuyển động nó đồng bộ nó hài hòa với lại cái hơi thở là cái mà chị uh, vẫn chưa làm được ở trong pilates um, chia sẻ một chút xíu uh, chị cũng đang tập pilates mới gần đây thôi thì chắc cũng mới được hai ba tháng rõ ràng là chị nhận thấy được cái sự thẳng hàng này cái sự kiểm soát này và cái sự chuẩn xác chi tiết rất là nhỏ trong những cái chuyển động của pilates thì rõ ràng cái này mình nhận thấy nó khác hẳn và nó có cái tính vượt trội hơn ở trong yoga tại vì yoga thì thường có thể mình sẽ nói là những cái thay đổi trong cái cách tiếp cận tập yoga ở phía sau nhưng mà hiện giờ so sánh pilates và yoga thì chị thấy cái sự vượt trội được cái sự chính xác control kiểm soát và chuẩn chỉnh ở đấy tuy nhiên là cái hơi thở ừ. thì uh, nó làm chị cảm thấy nó hơi bị hơi bị bối rối em có thấy là cái hơi thở cái sử dụng hơi thở hít vào và thở ra thì cho vừa nói là nó là nó khác trong so với yoga rồi nhưng cái hơi thở đồng bộ với lại cái chuyển động giữa pilates và yoga nó có khác nhau không em nghĩ là sẽ khác tại vì uh, nội em đi tập thôi em à. cũng thấy là khác rồi ừ. ví dụ như là em không biết cái quy tắc hay là cái nguyên tắc trong hít thở là như thế nào nhưng mà khi đi tập thì những cái phần nào mà mình đưa lên hay là nâng lên là mọi người sẽ hít nhưng mà à, đa số trong pilates thì những cái gì mình nâng lên hay là kháng lại với lực hút của trái đất thì mình cần phải thở ra à, cho chị dừng lại đây một chút xíu cái của choi nói rất là chính xác thì chị chỉ muốn là làm rõ hơn cho cái bạn đang nghe có nghĩa là ở trong yoga những cái chuyển động mà mình bung lên mình mở ra và mình kháng về lực hút của trái đất thì thường là mình sẽ thực hiện ở cái hơi hít thở tức là những cái hành động đấy là những cái hành động mà mình cần phải dùng cái sức mạnh cái lực của năng lượng cơ rất là nhiều thì những cái việc đấy những cái hành động đấy ở trong pilates thì mình sẽ thực hiện ở hơi thở ra đúng không ừ thì <laughs> đấy thì mình chỉ muốn làm rõ hơn về cái điều đấy sự khác biệt giữa Pilates và Yoga thì cho có thể giải thích cái tại sao có sự khác biệt đó không <laughs> à, em em không em không so sánh được tại vì em chưa nắm rõ về Yoga nhưng mà em à. sẽ nói về phía Pilates để xem chị Trang cảm thấy như thế nào ha thì khi mà mình nâng đi ngược lại với lực hút của trái đất hoặc là mình kháng lại lực của lò xo hoặc là cả tạ đi chẳng hạn ví dụ squat Đứng lên là phải thở yeah. Vì sao? Tại vì mình phải siết bụng lại thì mình mới thở ra được Và khi siết bụng lại Cái phần cơ bụng giống như là một cái bức tường Để mà chặn bạn lưng dưới không bị ưỡn về phía trước nữa Hoặc là thở ra Siết bụng lại Đồng thời siết cả phần cơ sẽ nhiều nhánh là phần cơ lưng Thì khi mà cái phần cơ bụng và phần cơ lưng Kết hợp cùng một lúc với nhau Sẽ hạn chế cái sự vặn xoắn của cuộc sống Dạ. Yeah. Uhm... Em có thể cho một ví dụ như là động tác nghiêng lường sang một bên đi side bend. Khi mà mình dạy á, mình có thể để ý là học viên thường hay bị xoắn một chút xíu, bị gục xuống. Gập. Dạ ừ. đúng rồi, bị gập, chứ không phải là bị nghiêng lường nữa. Đó, là do cái phần cơ lõi của họ chưa có được hoạt động chính xác. Nếu mà hoạt động chính xác rồi thì là cơ thể sẽ được nghiêng sang trên cùng một mặt phẳng nằm ngang. Yeah. nếu mà cái người tập mà họ cảm nhận được rằng à cơ bụng của mình đang được kích hoạt kết hợp với lại cái phần cơ lưng sẽ nhiều nhánh nữa họ sẽ di chuyển một cách chính xác liền ừ. dạ vâng thì ừ. có nghĩa là cái hành động cơ đấy nó được thực hiện tốt hơn ở cái hơi thở ra đúng rồi và chính xác cái hơi thở ra là nó một cách rất là tự nhiên là nó kích hoạt những cái cơ đấy hoạt động dạ đúng rồi ừ. ok ừ. thì cũng quay lại là quay lại cái trống hết đúng không quay lại cái powerhouse house dạ, vâng. dạ, vâng. mình đoán là cái cái trọng tâm của chuyển động trong yoga nó hơi khác với lại trong pilates rõ ràng là pilates cái hành động chính là ôm vào ôm về đường giữa thì cái để làm được cái việc đấy tốt thì chúng ta thực hiện ở cái hơi thở ra đặc biệt là hơi thở ra chủ động tống cái khí ra bên ngoài còn ở trong yoga thì có thể là cái chuyển động nó sẽ hướng về chú trọng về cái phạm vi chuyển động nhiều hơn có nghĩa là khi mà tôi vươn lên thì tôi sẽ vươn lên tối đa gần đến cái phạm vi chuyển động uh, của tôi thì có thể là cái hơi hít vào nó sẽ giúp cho cái cơ thể làm cái việc đấy tốt hơn tức là nếu như tôi vươn lên thì tôi sẽ chú trọng vào cái chuyện vươn lên cao tôi có thể là không quá chú trọng vào cái chuyện là tôi phải ổn định cái vùng trọng tâm của cơ thể chính là cái chú trọng trong pilates những ừ. lúc mà em đi tập yoga thì em cũng uh, em nghĩ là nếu như mà mình tập nhiều bộ môn khác nhau á mình sẽ nhận ra được rất là nhiều cái nguyên lý hoạt động khác nhau của từng bộ môn dạ vâng à, khi mà tập yoga thì em cảm nhận cái sự chuyển động của mình à, ừ. phối hợp cơ thể của mình được tăng rõ rệt ừ. tăng rõ rệt tại vì chuyển động trong yoga rất là đa dạng ừ. một động tác như thế này xong rồi mình đi qua một chuyển động khác Ừ. rồi đi qua một cái phần khác nữa cảm nhận là cái phần liền mạch của bên yoga sẽ mượt mà hơn hay hơn thì giúp cho cái tâm trí của người tập họ sẽ được Thư cam lại ừ. dạ vâng thiền định lại Uhm. Uhm, với cả nữa là xét về hơi thở không Thì hơi thở trong yoga thì Tất nhiên nó có nhiều cái trường phái Thì nó sẽ yêu cầu đòi hỏi nhiều cái cách thở khác nhau Nhưng mà ở trong yoga thì um, Có những cái trường phái yoga Người ta vẫn rất là khuyến khích là thở Một cách là gọi là thở thư giãn Tức là thở thì sẽ để cho uhm. Cô Hành Ờ uh, giãn và co lại một cách tối đa và nó như vậy thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới những cơ quan nội tạng và ảnh hưởng tới cái sự chuyển động của khung chậu và của cuộc sống thì thì nó sẽ có thể là nó sẽ bù trừ nó là mất đi cái tính ổn định. Thì đó chính vì cái yếu tố này mà dần dần um, trang có cái sự quan sát là cái cộng đồng yoga càng ngày khi mà họ tiếp nhận nhiều cái trường phái yoga hiện đại nhiều cái cách thức tập yoga hiện đại và những cái yoga đấy họ chú trọng vào cái chuyện là chức năng vận động nhiều hơn thì họ sẽ tập trung vào rèn sức mạnh của cơ lõi nhiều hơn như cái powerhouse mà pilates uh, đang tập trung. Thế nên đó là lý do mà tại sao mà pilates dần được rất là ưa chuộng và đón nhận ở trong cộng đồng yoga và rất là nhiều giáo viên yoga đã chuyển hướng sang là học pilates và hướng dẫn Pilates. Uh, chị nghĩ như vậy khá là đủ cho cái phần giới thiệu về kỹ thuật của Pilates. Ô, oh, mình hy vọng là các bạn nghe có thể um, hiểu được. Nếu như các bạn chưa có một cái nền tảng hoặc chưa tập chưa có trải nghiệm Pilates thì nghe tới đây các bạn có thể uh, yeah, cũng cảm nhận được một chút xíu ha nhờ Joy Trước khi nói về Joy là cái mà chị cũng tò mò thì mình nói một chút xíu về là Um, việc tập pilates giữ chỉ thấy là có tập pilates thảm và tập pilates thiết bị cái tập pilates thiết bị nó 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 giống như là một cái đặc thù đúng không đó lý do tại sao mà khi mình nhìn thấy hình ảnh những quảng cáo quảng bá những cái trung tâm khóa học ừ. thì đều là tập với giường hết cho có thể giới thiệu sơ qua à, về những cái thiết bị và cái cách tập trong nó lạ lạ này không vâng ạ thì khi mà hình thức tập luyện với thảm pilates với thảm là hình thức đầu tiên mà ông pilates đưa ra ừ. vâng ừ, tại vì ông cũng tập trên thảm giống như yoga vậy đó nhưng đến khi mà ông đến um, một cái trại lính để mà huấn luyện và phục hồi chức năng cho họ thì họ không có bước xuống giường để mà đi ra thảm tập được thế nên ông mới lấy những cái lò xo ở dưới gầm giường á ông máng lên thành giường <laughs> rồi ông lấy một cái thanh ba nào đó ông xẹt qua rồi mọi người cứ cầm cái thanh ba đó mà tập tay và tập chân ừ. Ừ. thì cái hình thức đó ông mới sáng chế ra rằng à ah, tại sao mình không có không làm những cái máy như thế này thế là máy đầu tiên được phát minh ra đó gọi là reformer để chỉnh lại hình dáng, chỉnh lại dáng hoặc là phục hồi chức năng cho cơ thể, reform ừ, dạ vâng. thì khi mà tập pilates với thảm mình sẽ phải kiểm soát rất là nhiều. tại vì những cái động tác ở đây gọi là động tác kháng lại lực hút của trái đất. nếu như mà mình không tập với những những cái uh, dụng cụ nhỏ và ừ. dạ, dụng cụ nhỏ. còn nếu như mà tập với những dụng cụ nhỏ thì mình lại càng được cảm nhận sâu hơn vào cái phần cơ trọng tâm đó mình được thử thách hơn hoặc là mình cũng được hỗ trợ từ những thiết bị nhỏ đó nhưng mà sẽ không có kháng lực nhiều như là với tập máy đó là với tập thảm thì với em thì em thấy tập thảm là khó nhất tại vì không có gì hỗ trợ cả còn khi mà mình tập với máy thì nhờ vào kháng lực của lò xo thì khi mà cái cơ của mình hoạt động cái chiều đầu tiên là chiều đẩy máy ra hoặc là kéo cái dây strap thì lúc đó là cái cơ của mình đang được hoạt động làm khỏe lên ừ. và làm chắc lại, săn lại và cái cơ của mình được co ngắn lại. Ừ. nhưng mà khi mà mình trả trở lại về thì mình phải trả về một cách kiểm soát, ừ. yeah, trả về một cách kiểm soát chứ không có thả lơi ra luôn. thì ừ. cái giường nó sẽ cho mình bay về phía trước hoặc là cái máy nó sẽ kêu rầm rầm. Ừ. thì mà thả lơi như vậy với cái lực kéo của lò xo thì nó có thể ảnh hưởng đến cái phần khớp. Yes. thế nên cái người tập phải kiểm soát làm sao di chuyển thật chậm trở về. Ừ. thì lúc đó cái phần cơ của mình vẫn được siết nhưng làm được dài ra. Đó thì cái phương pháp mà cơ vừa siết và vừa được làm dài thì gọi là eccentric contraction. Cái phương pháp này được các nhà vật lý trị liệu sử dụng rất là nhiều trong việc phục hồi ừ. tại vì cơ được làm khỏe và được làm dài ừ. những cái cơ mà um, nó bị cứng lại như thế này ví dụ như cổ vai gáy ừ. của mình đi khi mà những cái nhóm cơ đó cứng lại như thế thì mình giãn ra nó không không chưa đủ hình dung một cái tờ giấy mình vò nát cái tờ giấy xong rồi mình căng cái tờ giấy ra nó vẫn còn những nếp nhăn ừ. Ừ. bây giờ làm sao để mà mất những nếp nhăn đó lấy bạn ủi ủi <laughs> thì tức là mình phải siết lại siết lại để mà gây sức nóng ra ừ. gây sức nóng thì cái phần cơ nó sẽ được kích hoạt một cách tối ưu hơn và nó được làm dài ra thì lúc đó những cái sự căng cứng hay là chặt này nọ nó sẽ dần được biến mất ừ. Ừ. và đó. tập với máy um, với kháng lực của lò xo đồng thời là cái máy nó sẽ cao hơn mặt đất khi mà mình tập với thảm á lâu lâu mình hơi bị lọt ra thảm chút xíu nhưng không sao vẫn còn nằm trên mặt đất còn tập với máy lọt ra khỏi máy là mệt <laughs> bắt đầu xe cứu thương ở ý e không nói giỡn thôi <laughs> thì khi tập với máy mình sẽ phải nằm thật là gọn và chỉnh chu trên cái máy đó lúc mà mình nằm ngửa hoặc mình nằm sấp mình không có nhìn được cơ thể chỉ có giáo viên mới nhìn được thôi khi mà tập với máy phải có một người giám sát hoặc là người bạn đồng hành tập cùng với nhau để mà chỉnh chỉnh lại cơ thể à, mình có bị nằm lệch hay không dạ những lúc mình nằm ngửa hay là nằm sấp mình không có thấy được cơ thể của mình lệch như thế nào ừ. chỉ có lúc ngồi hoặc là đứng thì mình mới nhìn được thôi nếu như có gương nên là khi mà tập máy thì mình sẽ nhờ cái thiết kế của phần máy mà mình có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang lệch bao nhiêu tại vì giường nó cao mà nên tay chân mình có thể cảm nhận được là mình có đang nằm ở chính giữa hay không ừ. rồi là cái lò xo hai bên nó lúc nào cũng sẽ đều nhau thành ra cái lực kéo ví dụ tay bên phải mình mà mạnh hơn tay bên trái khi mà mình kéo là mình cảm thấy tay bên trái của mình có vấn đề liền ừ, thì mình sẽ lúc đó tâm trí của mình lại tự động chuyển hướng qua bên tay trái tập trung cho tay trái làm khỏe rồi dần dần mỗi ngày hai bên nó sẽ được đều nhau. Ừ, yeah, hay quá. À, đúng là chị cũng có tập mấy một thời gian rất là ngắn thôi thì chị cũng lờ mờ nhận ra những cái điều mà Joy nói tức là ai cũng thể cảm nhận được nhưng mà người mà có thể nói được ra ngay như vậy thì rõ ràng Uh, bạn chơi phải là một người uh, uh, hướng dẫn và hướng luyện rất là kiểu rất là soi lịch rất là vững vàng thì mới có thể nói ra một cách rất là rành mạch và uh, đi thẳng vào vấn đề như vậy. Uh. Uh, đó là một cái máy reformer thôi đúng không? Yeah. Hình như có nhiều máy nữa đúng không cho uh. reformer cái hình dáng và phương pháp tập luyện hoặc là hình thái mình tập ở trên máy uh, được truyền cảm hứng từ bộ môn ballet. Uh. còn uh, Cadillac Cadillac uh. là một cái giường cái giường nó không có di chuyển được, ừ. giường giữ nguyên luôn và có bốn cái thanh sắt và uh, giống như là để mình mắc cái màn ừ, <laughs> như như cái giường ngủ <laughs> giường cũ thời xưa của các mợ, đúng rồi. <laughs> nhưng mà uh, lại được truyền cảm hứng từ bộ môn gymnast ừ. giống như cái thanh ba cái đu xa à. đó, đó để mà mình đu lên dạ vâng và cái wooden chair là giống như một cái ghế hồi xưa pilates là được mời để mà thiết kế cái ghế để mà quảng cáo sản phẩm thì ông mới uh, phát minh cái ghế đó để mọi người có thể tập ở nhà và vừa xem tivi. <laughs> wooden chair thì wooden chair sẽ có hai cái handle hai bên thì cũng được truyền cảm hứng từ bộ môn gymnastics ra. Wooden chair cái ghế đó là cái máy với em là khó tập nhất. Ừ. Với máy thôi nha chứ không phải so với thảm nữa. Ừ. So với máy thôi là cái máy khó tập nhất tại vì diện diện tiếp xúc rất là nhỏ. Còn cái diện tiếp xúc của reformer và diện tiếp xúc của Cadillac nó rất là rộng, to nên mình cảm thấy yên tâm. Nhưng với chair diện tiếp xúc nó như một cái ghế nhỏ thôi. Thành ra nếu như mà mình ngồi sai vị trí, mình set up tư thế sai vị trí là mình có thể không không làm được. Ừ. Ừ. Hoặc là mình có thể bị đau tay, hoặc là mình có thể bị trượt chân tại vì cái pedal tức là cái bàn đạp nó cũng rất là nhỏ ừ. đặt cái mũi chân mà đặt sai hay là đặt trượt ra phía trước quá nhiều nó sẽ bị mình sẽ bị trượt và mình bị rớt bị té. Ừ. Còn đặt sai nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến ngón chân hoặc là cổ chân và cả đầu gối. Ừ. Tại vì cái bàn chân là cái rễ của cơ thể đúng không? Ừ. Ừ. Cái việc mình đặt chân rồi đặt tay rất là quan trọng khi mà tập với ghế. Thành ra những người mà tập lâu rồi hoặc là tập beginner, tập cái lớp beginner qua rồi thì mới tập với ghế được. Ừ. tốt hơn chứ ừ. mới mới bắt đầu qua vào tập ghế là hơi bị sốc tại vì sợ rồi là tập không được và không cảm nhận được nhiều vào họ càng stress nữa Um, chị nghĩ là mình cũng nói chia sẻ khá là nhiều về cái bộ môn và kỹ thuật này rồi bây giờ mình nói sang những thông tin thực tế hơn đi đó là cái việc uh, hướng dẫn làm huấn luyện viên Pilates ừ. trước khi mình đi cụ thể vào cái công việc này này cho um, chia sẻ um, hành trình Pilates huấn luyện viên Pilates của Joy được không <laughs> trước khi mà em trở thành giáo viên thì là em là nhân viên văn phòng hết giờ làm thì em cứ um, sách đồ tập đi ra yoga living tập <laughs> một hôm nào đó có một bộ môn mới gọi là yoga latte ồ oh, em thấy từ wow. đó từ lâu rồi đấy dạ hả dạ khoảng 8 năm ồ oh, wow ừ, oh okay. em thấy wow cái tên nghe hay quá ta <laughs> thế là em em luôn thích thử những cái mới thế là em vào em học thử và à, giáo viên dạy cực kỳ cuốn hút với lại âm nhạc Em là dancer, em là vũ công, hip hop hồ sơ nên cái gì mà liên quan đến nhạc là em cực kỳ feel luôn, em cực kỳ thích Và khi mà tập lớp của cô được khoảng một thời gian, khoảng hai tháng Rồi em chuyển qua em tập bên lớp yoga lại Thì lúc đó em làm headstand được ừ. Ô la la Ủa ừ, chứ trước đó em có tập headstand được chưa? Dạ chưa, à, okay. em bị sợ ừ. Tại vì mẹ em cứ nói, trời đừng có làm bị gãy cổ Thế là cái, cái, cái hình ảnh gãy cổ đó làm em sợ <laughs> Ừ. ừ nhưng mà rồi sau một thời gian tập yoga lates ừ. em chuyển qua tập lớp yoga lại và em làm được headstand và em trụ được những cái tư thế mặc dù cô giáo đếm lâu đến mấy em vẫn trụ ngon ơ. Ừ. <laughs> xong rồi là em tham gia chạy marathon của công ty. Ừ. Trước giờ em không có tập chạy nhưng mà em chỉ tham gia cho vui tại vì đang tham gia từ thiện. Tham gia xong thì lại được thắng dễ nhất luôn. cho <laughs> em rất là marathon <laughs> lúc đấy là bao nhiêu cây? À, khoảng 5 cây ạ, năm cây thôi. À, okay. mà em chưa mini bao giờ, giờ tập marathon. <cười> <cười> mini marathon nghe ghê lắm <laughs> nhưng mà em hết. trời sao mà mình siêu với người ta mà trước giờ chưa bao giờ tập chạy. Ừ. rồi em đi uh, leo núi với bạn nữa, leo núi với bạn em thấy rồi mình leo ngon ơ mà thấy sao bạn chật vật quá <laughs> cũng không hiểu vì sao luôn nhưng mà xong rồi một thời gian thì em lại nghỉ việc em nghỉ việc rồi em di chuyển lên hà nội và em quyết định là em muốn ở lại hà nội một thời gian tại vì à để tìm lại chính mình thôi thì lúc đó em lại muốn đi tập một bộ môn nào đó để mà mình uh, rèn luyện sức khỏe và em nhớ yoga lắm thế là em mới search yoga lên google search thì hiện ra Zenith yoga ok đến trung tâm thì em lại thấy cái poster của uh, khóa đào tạo giáo viên pilates rồi em đứng em đọc uh, lịch sử của cô giáo thì em thấy cô giáo cũng xuất phát là một là một vũ công trời ơi lại dance nữa thích quá thích quá chắc là sẽ phiêu cùng nhau lắm đây <laughs> <laughs> thì rồi là em em mới uh, mới hỏi và được tư vấn được tư vấn thì uh, mới biết Pilates là từ xuất phát từ nước Đức ra cái xem em Ủa kìa Ủa chúng phải nói tên là Yoga Latte hả chị từ ấn độ hả <laughs> Lúc ừ. đó là em em chưa biết gì cả à, Xong rồi mà sau một thời gian được tư vấn thì uh, cái chị tư vấn mới mời em tập thử một lớp Pilates ở đây với một cô giáo viên người Pháp cực kỳ tuyệt vời nhưng Lớp đầu tiên vào khác hoàn toàn so với những gì em đã từng trải nghiệm Không có nhạc, cũng không có đếm Mà cô nói rất là nhiều ừ. Cô nói rất nhiều, cô không làm theo luôn ừ. à, Lớp mà em đã từng trải nghiệm thì cô giáo làm theo với mọi người 100% ừ. Nhưng cô không làm theo Mà cô chỉ đi vòng quanh lớp Rồi là cô búng tay, rồi cô nói uh, như thế này, như thế kia Vai này, rồi xích thế này, như thế kia vì em nghe quen nên là em em làm theo được nhưng mà ủa sao khác quá vậy ta và em tự nhiên em cảm thấy chán hết kết thúc lớp học em mới hỏi cô là uh, cho em hỏi thêm về kỹ hơn về bộ môn này tại vì tôi đang muốn uh, học để làm giáo viên pilates nhưng mà nó khác hoàn toàn so với những gì tôi đã từng trải nghiệm ở trong Sài Gòn rồi cô giải thích ra cho em về tiểu sử Cô rất là dễ thương luôn, rất là friendly, rất là thân thiện Cô giới thiệu cho em về lịch sử Gửi cho em một cái clip về lịch sử của Pilates ừ. <laughs> Rồi là cô nói về phương pháp tập luyện Giống như nãy giờ em đã, em nói với chị Nhưng mà không không có dài như thế Một cách sơ bộ Rồi cô nói là buổi thứ hai đến tập nữa đi Để cảm nhận sâu hơn Đó, Em nói ok, tôi sẽ đến Thật sự buổi thứ hai em đến là em gạt bỏ cái cái trải nghiệm ở Sài Gòn ra Và chỉ đúng lắng nghe lời của cô nói thôi và em cảm nhận cực kỳ sâu chuyển động không hề nhanh không theo nhạc đi rất chậm nhưng mà em vã hết mồ hôi còn hơn là tập ở trong sài gòn và em cảm nhận khi mà tập xong rồi em cảm thấy trời ơi cái người mình cảm thấy thoải mái quá cảm thấy muốn tập thêm lớp nữa <laughs> à, muốn bút cô tập một một nhưng mà cô lại không rảnh ừ. rồi xong à, rồi em cứ thế em tập trước với à, cô khoảng à, một tháng hơn để mà đến cái khóa đào tạo đó thì sau sau một tháng mà tập với cái pilates chuẩn đó, đó <laughs> thì em cảm thấy cơ thể của mình khác xưa nhiều và khóa đào tạo em lại sốc lần ba ừ. sốc lần hai chứ lộn ừ. sốc lần hai đó là cô tập còn chậm hơn cô giáo của em nữa ừ. cô master dạy còn chậm hơn cô giáo của em và giải thích rất là nhiều và những lúc đó thì em suy nghĩ hoang mang quá trời ơi không biết cái này mình có phù hợp hay không vừa vã mồ hôi mà vừa suy nghĩ lung ta lung tung cái xong mà cô thấy em mắt em không được tập trung á cô kêu à, nghỉ nghỉ năm ừ, phút nữa rồi quay lại với lớp ừ, xong rồi cô cô dừng lớp lại luôn và cô uh, giải thích tại vì cô biết là em đang bị hoang mang và em không được tập trung á tại vì ừ. thiếu cái sự tập trung thì không còn là tập Pilates nữa Yes yeah. <laughs> Thế là cô mới giải thích cho em là Pilates là bạn cần phải cảm nhận được cơ thể, bạn nhận thức được cơ thể của bạn đang di chuyển như thế nào. Bạn cảm nhận cơ thể của bạn đang siết ra làm sao. Và cái nhờ cái sự tập trung đó sẽ đưa cho bạn một cái chuyển động nó chính xác và kiểm soát. Ừ. Chứ bạn không bị uh, wobble là không bị ừ. lung lay hay không bị rung lắc. Xong cái sự giải thích đó thì em luyện tập lại. Rồi em cảm thấy mình vững vàng hơn. Dạ. Yeah nên cảm thấy wow trời ơi sao mà mình đang lạc vào một cái thế giới khác không còn cái thế giới hùng hổ hùng hục hip hop hay là những những giai điệu sôi động trước kia nữa mà là rất là xoay vào bên trong của mình <cười> luôn <cười> ừ. à, đến lúc mà cô giảng giải về khóa giải phẫu học lại sốc lần ba <cười> <cười> như là xét đấm ngang tay ngang tay lùng bùng lỗ tay không hiểu gì hết không nhớ gì luôn Dạ, nhưng mà rồi cuối cùng cũng vượt qua khi mà em học xong cái khóa đào tạo đó rồi em mới đi dạy miễn phí cho những những người khác em lại dạy miễn phí cho những người nước ngoài cơ ừ. và những người đó là em cảm thấy rất là biết ơn đến tận bây giờ tại vì nhờ họ mà cái cách giảng dạy, dạy của em khác rất 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 là nhiều luôn ví dụ như là khi mà em cho một người cô ấy bị đau lưng thoát vị đi đệm và em cho cô ấy nhấc cả hai chân lên khi mà nằm sấp thì cô nói dừng lại tôi bị đau lưng như thế này tôi không có làm được như vậy bạn phải cho tôi một cái gì đó dễ dàng hơn à, vì là mới ra trường mới tốt nghiệp ra trường và cái tinh thần vẫn còn non nớt vẫn còn trẻ trâu, thích hùng hục thích sức mạnh nên là em thích dạy những cái gì khó em nghĩ đó là tâm lý chung của các giáo viên mới ra ừ, khi mà được feedback như thế thì em mới về nhà em lật ra anatomy em xem lại thì em có thấy nhận ra là cô mình có dạy người bị thoát vì điếu đẹp thì dạy ra làm sao đó thế là bữa sau em lại áp dụng những cái lý thuyết mà cô em dạy đó và tập xong này cô kia rớt nước mắt trời ơi Ồ. tôi chưa bao giờ cảm thấy uh, một cách tự do như thế này tức ừ. <laughs> là từ lúc đó chị em vỡ à. ờ <laughs> em cũng vỡ ờ à luôn và em cảm thấy là ô oh, cái bộ môn này thật sự là quá là khác so với những gì mà mình tưởng ừ. Ừ. và em đi dạy những người khác cũng như thế à, họ lại lên feedback tối hôm qua cô ngủ được ừ. rồi là um, sáng nay dậy không thấy đau lưng nữa cảm thấy rất là vui cảm thấy uh, cuộc đời rất là vui và những cái feedback như vậy làm cho em vui ơi là vui luôn mà mặc dù em không không cần nhận đồng nào Dạ ừ. <laughs> yeah. ừ. thì cái khoảng thời gian đó em cảm thấy rất là biết ơn ừ. biết ơn vì mình đã chấp nhận mình đã uh, kiểu như chấp nhận rủi ro đến và mình uh, luôn mở rộng, mở lòng, đón nhận Cái mới nhất mà mình chưa bao giờ chạm đến ừ. yeah. Đó là năm nào? Dạ yeah, năm 2015 và đến nay là hơn 5 năm rồi choi yeah. làm cái công việc này Hướng dẫn yeah. Pilates Thì 5 năm tập nè Dạy nè Và chắc chắn là em còn học tập nhiều hơn nữa đúng không? Chị có thấy là em học rất là nhiều khóa Để nâng yeah. cấp bản thân, là yeah. mới bản thân Và em cũng chị không biết là có đúng không theo cái quan sát của chị thì em giống như là cái người mà Tiên Phong chia sẻ ừ. cái bộ môn Pilates này ở cộng đồng Việt Nam. Tất nhiên trước em thì đã có thể là nhiều người đã dạy, đã huấn luyện, đã mở cái lớp Pilates rồi, nhưng mà cái người mà giống như là hung đúc cái 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 cái, cái niềm vui cái sự yêu thích bộ môn này ừ. và chia sẻ cái việc tập luyện của mình ra cho một cái cộng đồng một cái nhóm đông hơn thì chị cảm giác đó là em dựa vào những cái đón nhận và những cái phản hồi của mọi người của cộng đồng thì em có thấy bản thân mình như vậy không dạ cũng tại vì lúc đó em cũng không có biết nhiều người trong nghề em cứ thấy là chỗ bộ môn này hay quá sau hai tháng em dạy uh, không nhận tiền á thì em quyết định là tôi muốn truyền tải cái bộ môn này đến nhiều người việt hơn thế là em mới à, nộp đơn vào các trung tâm phòng gym, các studio để mà em làm à, thì em vào đó em dạy pilates và tất cả mọi người đều đón nhận pilates rất là nồng nhiệt và họ cảm nhận được cái sức mạnh và cái lợi ích của bộ môn pilates này rất là khác biệt so với những bộ môn khác trong cái phòng group x đó ừ. Ừ. cứ 2-3 tháng là em lại chuyển chỗ để mà em muốn à, lan truyền cái cái bộ môn pilates này ra thì đến một Hôm em gặp được một bạn à, Giáo viên yoga Và bạn đó cũng rất là khá, à, có tiếng Ở ngoài Hà Nội ừ. Và bạn muốn em chia sẻ cái bộ môn này đến Cho ừ. bạn ừ, Tường tận tất cả chi tiết luôn Thì em cảm thấy Ờ cũng rất là hay. Mình cũng muốn chia sẻ cho bạn để mà bạn cảm uh, cảm nhận được nhiều hơn, bạn hiểu được rõ hơn về bộ môn này. Rồi bạn cũng rủ những người khác đến nữa thế là em em làm một cái buổi workshop nhỏ. Em cũng tự làm sách rồi là tự chụp hình rồi tự làm sách rồi là em giới thiệu cho các bạn một nhóm nhỏ yoga đó về về pilates. Rồi các bạn khuyến khích em là cho nên có một cái workshop nói về cái phần cơ trọng tâm ừ. Ừ, Em nói, ừ cũng hay đó, làm luôn ừ. <laughs> Nhưng mà à, không biết à, như thế nào nhưng mà lúc đó rất là thích chia sẻ em và em rất là hào hứng Thế là em mở một cái workshop và workshop đầu tiên ở Hà Nội đó là Ban đầu em lên kế hoạch là chắc chừng năm sáu người gì tham gia thôi Hoặc thậm chí tại vì mình cũng vô danh tiểu tốt mà, không ai biết đâu Nhưng mà cuối cùng là tới 20 người, 20 người tham gia ừ, Và đa số là giáo viên yoga, tại vì nhờ cái bạn đó, bạn ấy giới cũng rất là may mắn và rất là biết ơn bạn đã đã mang những gương mặt <laughs> gương mặt à, nổi trội trong làng yoga ở hà nội đến đến với em à, thế là em giới thiệu rồi từ từ mọi người biết đến pilates nhiều hơn Dạ, thì lúc đó em chỉ biết mọi người ở Hà Nội thôi chứ ở Sài Gòn thì cũng chưa ai biết đến mình sau hơn 3 năm em ở Hà Nội à, em rất là thích Hà Nội tại vì Hà Nội là một nơi để mà em tìm lại chính mình ừ. dạ, tìm lại được cái niềm đam mê đó là ham chia sẻ yêu sự chia sẻ mang đến những điều uh, vui cho đến người khác và người khác vui người khác uh, cảm thấy không đau là lúc đó em rất là vui ừ. dạ. em yêu cái ngành cái việc dạy lắm tại vì hồi xưa là em cũng là một giáo viên dạy hip, dạy hip hop xong rồi là vào trong công ty thì em cũng không có dạy Uh, hip hop nữa Tại vì không có thời gian Nhưng mà đến year party Thì uh, em lại hướng dẫn cho các anh chị Tập nhảy cùng với em Để mà giành uh, giải với những bộ phận khác <laughs> Rất là vui Thế là cũng vậy uh, Rồi đến khi mà em nghỉ việc Thì em ra Hà Nội Em lại hướng dẫn một bạn uh, Để mà nói tiếng Anh được lưu loát hơn Nên là em cảm thấy cái việc giảng dạy của mình Là một cái thế mạnh ừ. Và em yêu thích cái sự uh, truyền đạt Em cảm nhận là cái sự truyền đạt của mình Khá là tốt so với những cái thế mạnh khác <laughs> và đến khi mà vào Sài Gòn lại thì em biết lúc đó là chắc mình mình làm lại từ đầu nhưng mà em không nản em lại thích thấy vui à, tại vì em nhớ lại cái khoảng thời gian bắt đầu từ con số không ở ngoài Hà Nội rất là thú vị nên là em cũng không ngần ngại gì để mà bắt đầu lại từ đầu khi mà mình về lại Sài Gòn dạ yeah, mm. thì em lại may mắn gặp được uh, chị vi chị hoàng vi mm, yes. uh, gặp được chị hà dạ yeah, gặp được hai người chị đó đã giúp đỡ em ngay từ ban đầu để mà em có nơi làm việc tại sài gòn mm. rồi từ đó rồi em bắt đầu đi lên ừ. vậy chị có cảm giác là yoga nó giống như là một cái cầu nối cho em để em chia sẻ pilates đến một cái cộng đồng đúng không cộng đồng mà rất là um, có vẻ rất là đón nhận tích cực cái Pilates của em ừ. thì có thể là cộng đồng yoga đúng không? Theo như em kể nãy giờ Thế thì em có cái quan sát gì về người tập luyện ở Việt Nam Họ đón nhận Pilates một cách chung chung và cộng đồng yoga Đối với Pilates ừ. hiện giờ không? Theo cái quan sát chung nhất của em thì Khi mà mọi người đến á Mọi người đều hỏi là Ủa em cái này giống yoga phải không? <cười> <cười> thì lúc đó em chỉ biết cười Tại vì sắp vô giờ rồi <laughs> em nói à, các chị tập đi xong rồi cho em biết cảm nhận nhé <laughs> và khi mà sau khi mọi người tập xong thì mọi người wow wow cái gì vậy <laughs> hết lết về nhà nổi rồi <laughs> thì xong sau đó em em không biết là mọi người có thích hay không nhưng mọi người lại vẫn cứ quay lại quay lại rồi quay lại rồi cứ thích vào lớp em thì em cảm nhận là Ừ, chắc là mình đã truyền truyền tải cái bộ môn này một cách tích cực đến với mọi người và mọi người đón nhận cái bộ môn pilates cũng một cách tích cực luôn và em cảm thấy rất là vui uhm, dựa vào đó em lại có uh, thêm nguồn động lực để mà tiếp tục truyền tải tiếp tục chia sẻ tiếp tục uh, giới thiệu cái bộ môn này đến với mọi người tại vì em cảm nhận bộ môn này uh, rất rất là tuyệt vời và người Việt nên uh, mở lòng để mà đón nhận một cái bộ môn mới và để mà cảm nhận cơ thể của mình thay đổi nhanh chóng ra làm sao? Thì em có thấy là giáo viên yoga càng ngày họ càng uh, làm quen, tiếp nhận họ bắt đầu học những cái lớp Pilates và học để trở thành huấn luyện viên Pilates không? Mm. Vì chị thấy là như lúc nãy chị có chia sẻ là chị cũng nhận thấy cái sự cái sự thay đổi trong cách tiếp cận trong cách tập luyện của của người tập luyện yoga tại Việt Nam cụ thể đó là um, yoga thì nó có cái xu hướng là nó có thể tập luyện cái cơ thể một cách là nó toàn diện hơn và nó có thể là tập trung vào cái 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 sức dẻo cái độ dẻo nhiều hơn và họ có thể là không quá tập trung vào cái sức mạnh hoặc rèn luyện cái thể lực hoặc là cái sức mạnh của cơ lõi ví dụ tất nhiên yoga thì là sẽ toàn diện hơn là về cả hơi thở là về cả thực hành tâm linh và cả những cái triết lý đằng sau của nó nữa thì là cái cái mà chị chưa tìm thấy pilates nhưng mà xét về chuyển động riêng á, thì yoga nó 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 chỉ là một phần thôi ừ còn pilates thì nó mang cái phần còn lại thì có thể cái là cái phần thiếu mà giáo viên yoga ngày nay họ 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 đang tìm kiếm thì em thấy như thế nào, em quan sát như thế nào Ừ. Với em thì mình sinh ra là để chuyển động ừ. We are born to move Tư thế của mình ở lúc 5 giờ 41 phút Nó sẽ khác với lại tư thế lúc 5 giờ 42 phút ừ. Thành ra cơ thể con người ít khi nào mà chỉ tập được một bộ môn đâu ừ. Mà nên, nên nhé, chứ không phải là phải nữa Nên tập nhiều bộ môn khác nhau tại vì ban đầu em cũng có nói là mỗi một bộ môn nó đều có nguyên lý hoạt động riêng thành ra là khi mà chị tập được môn này thì chị nên tập bộ môn khác nữa Đến mà bổ sung bù trừ lại thì lúc đó cơ thể của chị sẽ đẹp từ trong ra ngoài ừ. với em pilates là sẽ tập trung vào những nhóm cơ lõi nhỏ nhất ừ. tất nhiên là cũng sẽ có những nhóm cơ lớn nữa nhưng mà uh, khi nhảy đi nhảy nè leo núi nè uh, múa cột hoặc là yoga uh, aerial tập trung vào những nhóm cơ lớn, bó cơ lớn. Ừ. Ừ. Yoga sẽ cho mình uh, tâm thế của mình được tĩnh lặng lại. Ừ. Nhảy sẽ cho uh, tinh thần của mình được sảng khoái hơn. Múa cột sẽ cho mình một cái uh, cái sự nghệ sĩ ở trong cơ thể. Ừ. Aerial sẽ cho mình một cái sự bay bổng ở trên không trung. Thành ra ít khi nào mình na mình mình tập một bộ môn lắm. Ừ. Mà nên tập nhiều bộ môn khác nhau để mà mình toàn diện <laughs> làm cho cơ thể bản thân của mình perfect hơn. <laughs> các bạn nghe tới đây là biết là Choi đang tập hết tất cả những cái bộ môn Choi vừa nói đúng không? Người mà không tập thì không thể nào nói một cách rất là nghệ sĩ như vậy được. <laughs> thế nên là em nghĩ các giáo viên yoga họ, um, mọi người đang cảm nhận một cái sự mới mẻ, một cái luồng khí mới đang uh, thổi vào Việt Nam đó là Pilates ừ. và em nghĩ là con người mà ai cũng sẽ tò mò ừ. và khi mà mọi người tò mò như thế, mọi người sẽ đến tập đúng rồi đến trải nghiệm giống như em hồi xưa à, <laughs> và khi mà họ mọi người trải nghiệm rồi những ai có duyên những ai cảm nhận là cái nguồn năng lượng này mình phù hợp thì họ sẽ ở lại và họ bước đi tiếp cùng còn những một số người họ sẽ không cảm thấy phù hợp thì họ lại đi khám phá một cái mới nên em nghĩ là à, các giáo viên yoga và cũng như các bạn um, huấn luyện viên cá nhân khác mọi người cũng đều đang có chung một tâm thế như thế. Nên không chỉ là riêng giáo viên yoga không Như choi nói thì chị nghĩ là Sớm hay muộn thôi thì Pilates cũng sẽ rất là Phổ biến tại Việt Nam Chị chắc sẽ trong khoảng là 2-3 năm tới Có thể Thì khi Pilates Hoặc khi bất kỳ cái gì trở thành một cái nhu cầu thì sẽ có nguồn cung à thì lúc này là sẽ có cái nhu cầu của người tập trở thành huấn luyện viên pilates ừ. thì sẽ có nhiều khóa đào tạo huấn luyện viên pilates chị có tìm hiểu một chút xíu thì chị thấy là cũng có rất là nhiều trường hoặc là nhiều cái thương hiệu pilates cái lúc mà chị chưa biết gì về pilates chị bảo là ừ thì nó chỉ là cái kiểu tập như vậy chuyển động như vậy Trên máy như vậy thôi nhưng mà khi mà chị google ra một cái thì trời ơi nó cũng giống như yoga vậy rất là nhiều trường thế thì theo cho thấy cái điểm khác nhau mà có thể dễ nhận thấy nhất ở những cái trường này những cái thương hiệu Pilates này nó là gì uhm. và tại sao người ta lại phải để ra nhiều thương hiệu như vậy à, ngay từ ban đầu khi mà ông Pilates dạy các vũ công vận động viên thì những người đầu tiên mà học từ ông Pilates ra là những giáo viên đời đầu uhm. ví dụ như ông dạy một vũ công ba lê thì vũ công ba lê đó họ đang có một vấn đề về quá dẻo đi ừ. thì họ cần phải tập sự ổn định nhiều hơn khi mà ông pilates dạy một vận động viên họ quá là mạnh mẽ đi thiếu sự dẻo dai linh hoạt thì lại phải tập cái sự dẻo dai linh hoạt khi mà họ đã thành đạt rồi họ muốn có một cái thương hiệu riêng cho mình thì họ dạy lại y như là ông pilates hướng dẫn họ thế nên các trường sẽ có một cái phong cách khác nhau ừ. nhưng tất cả đều có chung một cái nguyên lý là sáu cái nguyên tắc tập luyện giống như ban đầu em có nói luôn luôn phải có sáu nguyên tắc đó ừ. nhưng một số trường họ đã thêm những nguyên tắc riêng của họ ví dụ như là balance thăng bằng ừ. harmony yeah, ừ. hoặc là uh, lengthen kéo dài dạ, yeah, yeah. đó thì họ thêm vào những cái nguyên tắc đó à, hoặc một số trường họ dựa vào sáu cái nguyên tắc đó phát minh ra cái nguyên tắc của riêng họ là vị trí đặt đầu như thế nào, vị trí đặt vai như thế nào, vị trí đặt khung sườn ra làm sao, vị trí à, đặt khung chậu ra làm sao, ừ. Ừ. thì có họ có cái nguyên tắc riêng của riêng họ, đó có phải là cái nguyên tắc của cái bộ môn của cái thương hiệu Pilates đúng, rồi, ạ, tạo đúng tạo. rồi, đúng ừ. rồi, đúng rồi ạ em có thể chia sẻ thêm một chút xíu về cái thương hiệu Pilates em đang đang tập nè. À xin lỗi đang đang dạy để hướng dẫn dạ. và em cũng đang làm việc cho cái studio đấy dạ, đúng dạ, không? Dạ, dạ, dạ. dạ vâng. Tiên chia sẻ thì em sẽ uh, chia sẻ thêm một chút xíu đó là uh, Pilates sẽ có hai trường phái, ừ. uhm, một trường phái gọi là classical Pilates là cổ điển ừ. là theo sát uh, cái phong cách mà ông Pilates đã từng dạy cho mọi người thời đầu. À um, chứng phát thứ hai đó là contemporary pilates là pilates đương đại. Thì classical pilates đó là ngày đầu tiên chị đến tập chị sẽ tập động tác 1, động tác 2, động tác 3, động tác 4, động tác 5. Ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật chị đến chị tập y như là một cái trình tự và bài tập như thế. Nhưng với contemporary pilates thì lại phải dựa vào cái cơ thể của chị thì giáo viên sẽ dạy phù hợp vào cơ thể của chị ví dụ như khung chậu của chị đang bị đổ sau ừ. Ừ. thì khi mà dạy á giáo viên sẽ yêu cầu chị trở về khung chậu trung tính nhưng mà tư thế của chị đang bị võng lưng tức là khung chậu bị đổ để trước thích. thì giáo viên sẽ yêu cầu chị ấn thắt lưng xuống mặt sàn để làm khỏe cơ bụng trước chẳng hạn như vậy ừ. và thứ tự bài tập sẽ khác thì lúc sẽ không là... à, sẽ không có theo thứ tự sẽ không theo một cái trình tự nhất định giống như là các classical pilates có nghĩa là cái pilates đương đại thì nó có cái không gian để cơ hội để sự sáng tạo trong đấy đúng rồi à. đúng không tức là vì nó không có cái chuỗi cố định dạ à. vâng classic thì lúc nào cũng đổ khung chậu ra sau hết ấn thắt lưng xuống mặt sàn uhm. Uhm. nên là sẽ hơi bị kén người tập yes. khá là kén người tập cái đấy chị cũng muốn hỏi tại vì khi mà Joy nói thì chị mới hiểu ra là à ok có thể là cái pilates đương đại nó sẽ tương thích với lại những cái cơ thể với những cái điều kiện khác nhau ờ, nếu cho không nói thì chị sẽ hình dung là tại sao lúc nào pilates cũng phải là tròn lưng phải là roll down rồi roll up hay là tại sao lúc nào cũng phải là cái khung chậu ngã sao có những người sinh ra cái cơ thể họ nó 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 không thể làm như vậy một cách tối ưu hoặc là giống như là những cái sự thẳng hàng uh, tuyệt đối nhưng mà Giáo viên hướng dẫn được Nên là À ok Thì bây yeah. giờ chị hiểu Dạ yeah, vâng ừ. Ừ. Đấy Bây giờ mình chia sẻ Về cái Line Pilates Mà em yeah. đang uh, Hướng dẫn đi Dạ yeah, vâng Line Pilates là Là thương hiệu của uh, Sếp em uh, Khi mà cô ấy Về Đến Việt Nam Với Với ông xã Thì um, Sếp muốn đi Tập Pilates Nhưng mà Sau một thời gian đi tập Các trung tâm thì uh, Cô ấy cảm thấy là Cái chất lượng không, không giống như ở Hàn Quốc <laughs> ừ. Nên là cô tự mở trung tâm Và cô đi học Lấy bằng giáo viên ừ. Và mở trung tâm ở Tại Sài Gòn Tại quận 7 Live Pilates à, Và sau đó Thì tình cờ thôi Một học viên của em Khi mà em dạy à, lớp aerial Thì một học viên của em Mới giới thiệu em với cô Dạ yeah. Ừ. với cô chủ của em thì và lúc đó hai hai chị em nói chuyện với nhau cảm thấy rất là tương thích và rất là uh, match <laughs> rất là match về uh, cả mục tiêu lẫn như sở thích cũng như là uh, cái hướng phát triển của bản thân ừ. Ừ. và thế là cô mới mời em uh, về làm với cô ừ. Ừ. và cái thời gian ban đầu thì uh, uh, cô và em cũng khá là chật vật tại vì cái chi phí tập luyện pilates với máy nó thật sự là rất là <cười> 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 nghiến răng <laughs> Um, nhưng mà cô em tin là sau một thời gian thì thị trường Việt Nam sẽ dần dần quen với lại cái tình trạng này. Tại vì một cái khóa đào tạo giáo viên của Pilates sẽ không không có rẻ, không hề thấp tiền và cả chất lượng máy móc nữa. Chất lượng ừ. máy móc um, khi mà chọn lựa chọn lọc để mà mang về studio cũng phải là rất là cao. Ừ. Thành ra là chất lượng máy móc, uh, trang thiết bị và cái chất lượng dạy giảng dạy của giáo viên đều không hề thấp ừ. nên là cái học phí cũng sẽ khá, cũng khá là kén chọn cho người tập ừ. Ừ. À, em đã học qua cũng khoảng bốn trường Bốn trường đào tạo giáo viên Pilates. <laughs> à, trường đầu tiên đó là Body and Flow là em học từ Zenith Yoga. Ừ. Và cô master của em là cô Ori đến từ nước Israel. Mỗi lần có khóa thì cô sẽ bay về Việt Nam cô dạy. Ừ. Và với em cô là một người master rất là tuyệt vời. Tuyệt vời nhất 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 từ trước đến giờ luôn ạ. À. Tại vì wow. cô tập trung vào cái kỹ năng giảng dạy, kỹ năng chạm chỉnh rất là khoa học. Yeah. và cái truyền uh, cảm hứng của cô rất là dồi dào và mỗi lần mà em được tham gia lại khoác của cô là em cảm thấy mình yêu cái bộ môn này nhiều hơn vâng yeah. well, nên cô rất là tuyệt vời uh, trường thứ hai đó là balance body cũng từ mỹ uh, balance body là một trong những tổ chức giáo dục pilates hàng đầu thế giới rất là tiên phong về pilates trường thứ ba đó là Bazi pilates cũng từ mỹ Um, tất cả ba trường vừa rồi em vừa mới giới thiệu đó là thuộc một cái tổ chức tập đoàn PMA là Pilates Method Alliance ừ. giống như bên yoga thì mình yoga có yoga là... alliance ừ. những cái tiêu chuẩn những cái bài giảng của họ đưa ra đã đạt chuẩn quốc tế của Pilates rồi ừ. Ừ. thì um, những cái trường nào mà thuộc cái tổ chức PMA đó là những trường uy tín Dạ. thì mình có thể lên uh, trang web của PMA để mà mình xem tất cả các trường những cái đơn vị mà liên kết hoặc là đồng hành với PMA thì mình sẽ biết được đâu là trường uy tín để mình chọn lựa. thì Bazzi Pilates cũng rất là sáng tạo và khác biệt trong cái máy móc của họ, họ chế biến để mà làm cho giáo viên cảm nhận sự dễ dàng hơn và cái bộ máy nhìn sẽ chuyên nghiệp hơn và máy cũng sẽ lớn to hơn tại vì họ thiết kế cho người tây người tây họ tập thành ra là cái khung máy cũng sẽ rất là to so với tất cả các máy còn lại ừ. Ừ. À, trường cuối đó là em vừa mới tốt nghiệp <laughs> à, vài tuần trước <laughs> đó là care pilates của hàn quốc trường giáo dục pilates lớn nhất của châu á ừ. Ừ. và người à, người sáng lập ra care pilates là một à, bác sĩ vật lý trị liệu và ông cũng sáng lập ra cái tổ chức là apa là Asia Pilates Alliance, là dành cho châu á thôi và ke pilates cũng thuộc trong pma luôn của mỹ và ke pilates là một đơn vị phân phối máy móc rất là lớn cho toàn thế giới chất liệu máy của ke pilates cực kỳ đẹp sang trọng nhưng mà sẽ nhỏ dành cho người châu á và, và cái phần chi phí cũng khá là ok hợp lý cho tất cả mọi người thì sau khi học bốn trường như vậy mỗi trường có một một đặc trưng riêng một phong cách riêng và em cực kỳ tâm đắc tâm đắc nhất là care pilates vì họ dạy rất là kỹ không biết là do do phong cách hàn quốc hay là à, do là người chủ là người sáng lập ra là một bác sĩ vật lý trị liệu nên họ take care rất là kỹ từng chi tiết một cái là phần làm bài kiểm tra hay là thi hay là giám sát uh, giáo viên. Mặc dù là học online, lần này là tụi em học online nhưng mà em cảm thấy một sự nghiêm khắc và chỉnh chu và rất là tinh tế từ từ người master mà em tụi em học. Nói chung là mỗi trường có một phong cách riêng và em rất là thích nên nếu như mà em có nhiều tiền thì chắc em sẽ học thêm những trường khác nữa. <laughs> ừ. Cái yêu cầu tối thiểu để trở thành một huấn luyện viên Pilates là gì? Uh, trước tiên đó là yêu thích nghề dạy. <laughs> à ừ, nhưng mà chị đang nói là về mặt... Uh đào tạo ấy ừ. yêu cầu đào tạo ấy yêu cầu đào tạo thì em nghĩ là mọi người nên tập pilates trước nhà ừ. yeah, tập pilates trước để mà hiểu ừ. về cái phong cách cũng như là cái không khí của một lớp pilates là như thế nào hiểu được cái tính chất của pilates là làm sao chứ nếu như mình mình đang tập gym mình vào mình học pilates và mình cứ nghĩ là muốn tập nặng muốn tập pilates nặng là phải lốt thêm nhiều lò xo so. no không phải nó sẽ rất là khác so với uh, phần chim và các bộ môn khác rất là nhiều. Nên em nghĩ điều kiện để mà trở thành giáo viên Pilates đó là nên tập Pilates trước ừ. khoảng một thời gian, ít ừ. nhất cũng phải là 30 lớp ừ. để mà mình cảm nhận được cái sự khác biệt so với các bộ môn khác và mình cảm nhận sự thay đổi của cơ thể mình nữa. Ừ. Muốn làm cô giáo thì phải là học sinh trước đúng không ạ? Ừ, ừ, ừ. <laughs> và cái khóa đào tạo hay là khóa training đầu tiên á thì nó nên là cái khóa nào và sau một cái khóa đào tạo đầu tiên như vậy thì nó đủ để trở thành huấn luyện viên chưa? cái này tùy vào điều kiện của mỗi người. Ừ. Dạ. hiện tại thì sẽ có rất nhiều khóa đào tạo khác nhau ví dụ như là chỉ có khóa thảm dành ừ. cho beginner và trung cấp thôi. xong sau đó sẽ là khóa thảm dành cho nâng cao ừ. hoặc là khóa vừa khóa thảm và vừa khóa reformer chung cùng một lúc. Ừ hoặc là khóa tất cả toàn ừ. diện về pilates gọi là comprehensive pilates ừ. Ừ. toàn diện về pilates là vừa thảm vừa tất cả các máy và tất cả các dụng cụ luôn ừ. nên là phải tùy vào điều kiện ừ. điều kiện và cái sự đam mê của mọi người mọi người muốn um, sẵn sàng tới đâu thì mọi người có thể đăng ký à. nhưng em nghĩ đầu tiên trước nhất cứ nên học khóa thảm trước tại vì thảm là một cái rất là thân thiện, rất là dễ à. dạ, dễ dạy, ừ. sách thảm đi đâu tập cũng được. chứ còn nếu mà học với máy thì thì bạn phải tập với máy trước đã. Ừ. chứ bạn học xong bạn không có máy bạn tập, bạn không có máy bạn dạy thì cũng như không. Ừ. Ừ. nên là mình nên tập học khóa thảm trước. Ừ. chính xác. Ờ, thế nên chị muốn hỏi là giáo viên Pilates tức là đã học để trở thành huấn luyện viên Pilates rồi thì các bạn có nhiều điều kiện để tập với máy không? thường xuyên không? dạ Ừ, nếu như mà có chỗ để tập với máy Và đã à, làm cho một trung tâm Mà có máy rồi á Thì ừ. sẽ được tập thường xuyên Hoặc là um, Đã nói thêm từ điều kiện nữa Nếu mà có điều kiện thì mua máy về Mua ừ. máy về để tự tập yeah. ừ. Ở trên thị trường hiện đang có Rất là nhiều dòng máy với nhiều chi phí khác nhau Dạ ừ. yeah, đa dạng ừ. Nhưng mà tuổi thọ Cái tuổi thọ của máy là tuổi thọ của lò xo đó Và ốc vít nữa ừ. wow. <laughs> Nên nếu như mà mua máy thì cũng phải Chọn lựa Cân nhắc kỹ để mà chọn ừ. lựa. Ừ. Ừ. Đúng là kiểu mỗi ngành, mỗi nghề ấy, khi mà dấn vào rồi ấy, thì dù chỉ mới chỉ nhúng một cái ngón có úp vào thôi. Xong chị mới thấy là wow, có nhiều thứ để rất là xem xét. Yeah. Đầu tiên nha, ví dụ như là mình rất thích tập Pilates đi. Nhưng mà như Joy nói, cái phí lớp Pilates rất là đắt. Và mm. giải thích một cách rất là dễ hiểu cho cái lý do đắt là tại vì máy đắt mà một cái phòng tập hoặc là một cái studio thì cùng lắm họ có thể chỉ trang bị là vài máy ba đến hoặc là cùng lắm là mười máy thôi ừ. một cái máy thì chi phí là khoảng trung bình là bao nhiêu Ồ. vài chục triệu đúng không dạ vâng năm sáu chục triệu đúng không thì, thì đấy hơn. thì à, hoặc là có thể hơn ừ. thì có nghĩa là một cái phòng tập một cái phòng tập thôi nha là có nghĩa là họ chỉ có thể dạy cùng một lúc là maximum là bảy hoặc là xịn dạ, lắm không. là 10 nếu Dạ vâng tại vì là khi một lần set up máy Nếu mà chị Trang tập rồi chị Trang cũng thấy một lần set up máy khá là tốn thời gian chứ ừ. cái flow không có đi mượt mà giống như trong yoga. Yes. Dạ. Thành ra là một lớp đẹp nhất chừng 5 ừ. 5 đến 6 máy thôi ừ. để mà giáo viên có thể giúp học viên set up và chạm chỉnh cho học viên. Hoặc là kỹ hơn nữa đó là 4 ừ. là một trong một group class. Ừ. Ừ. Trên thị trường thế giới họ tập pilates họ Hơi hay tập một một ừ. Một kèm một Thế ừ. chắc học phí lúc đó rất là đắt đúng không? Ừ. <cười> ừ. <cười> Nếu như mà uh, Ngại ngần về chi phí thì Mọi người có thể chọn một cái uh, Hình thức tập luyện khác như là tập Pilates với thảm Và ừ. cùng với dụng cụ hỗ trợ thôi cũng được ừ. Thì sẽ xem xem với lại là Lớp yoga hoặc là cao hơn một chút xíu Dạ vâng, thì cái đó nó cũng tùy vào cái cái offer của cái yeah. cái phòng tập đấy. Yeah. Thì nói như vậy để nói là cái học phí của Pilates nó rất là nó khá là cao so với lại mặt bằng chung của Việt Nam nên có thể xem Pilates hiện giờ là môn tập cho người giàu, nhà giàu. <laughs> Chị hiểu là để trở thành giáo viên Pilates thảm thì cũng không cũng cũng khá là dễ dàng để bắt đầu đúng không? Yeah. Tức là cứ học cái khóa nào thì mình sẽ có thể ra huấn luyện, đi dạy cái khóa đấy cái tiêu chuẩn để mà trở thành giáo viên pilates em nghĩ là sẽ hơi khác với lại các bộ môn khác tại vì ừ. sau khi hoàn tất cái số giờ học đó mọi người cần phải đi quan sát lớp của người có kinh nghiệm, ừ. bao nhiêu giờ tùy vào từng trường họ đề ra, ừ. rồi sẽ có một bao nhiêu giờ đó để mà tự tập luyện, ừ. bao nhiêu giờ đó để mà tập dạy. Ừ. Và cứ mỗi khi mà hoàn tất những số giờ đó phải ký tên hoặc là cô giáo ký tên hoặc là người giám sát ký tên và ừ. sẽ nộp cái bản số giờ đó cho cái trường đào tạo thì trường đào tạo mới xét duyệt và cho thi bài thi cuối cùng. Thì tổng cộng là bao nhiêu giờ? Uhm, nếu như mà học một cái khóa comprehensive thì khoảng 500 giờ. Ví dụ 100 giờ quan sát, 200 giờ tập luyện, 200 giờ là tập dạy ừ dạ wow để chị đoán xem nào thế thì cũng phải gần cả một năm đúng không dạ một vâng. năm trời nếu mà mình tích cực thường xuyên ừ. để tập dạ và vâng. quan sát dạ vâng ừ. ừ và trong lúc mà tập dạy hay là tự tập luyện thì những nếu mà được gần ừ. với những người mà có kinh nghiệm sẵn á thì sẽ được chỉ bảo thêm ừ. sẽ được học hỏi nhiều thêm ừ. Ừ. chị cũng có một cái quan sát như thế này cho xem là có đúng hay không nhé là cái sự đòi hỏi cái yêu cầu về về tập luyện và giải và kiến thức về giải phẫu học á, ở những cái huấn luyện viên pilate nó khá là cao so với là những cái bộ môn bộ môn phổ bộ phổ biến khác ví dụ như ừ. là yoga cho có thấy vậy không em nghĩ là do từ phần đào tạo và cả tính chất của em nghĩ là cũng thêm về cả tính chất tại vì Pilates là được đưa vào các bệnh viện ở trong trị liệu. trị liệu dạ vâng thì để mà trị liệu được thì bạn phải hiểu được cơ thể ừ. phải hiểu được chức năng của các nhóm cơ hiểu được chức năng của các khớp ra làm sao uhm, và đồng thời là các trường đào tạo Pilates họ rất là chú trọng vào cái kiến thức giải phẫu học tại vì thi cái phần giải phẫu học phải thi riêng phải thi riêng phải đậu xong rồi mới học mấy cái khác được khi mà mình dạy về chuyển động thì cái người dạy đó phải hiểu về biomechanic ừ. tức là cái phương chế và dạ, cơ ừ. chế chuyển động của cơ thể ừ. Ừ. nên em nghĩ cái phần giải phẫu học là cái kiến thức nền tảng nhất mà giáo viên nào mà dạy về chuyển động cần phải có ừ. dạ. trong yoga cũng có ừ. ờ, 200 giờ yoga cũng bao gồm một số vài chục giờ nữa chị nhớ không nhầm về giải phẫu học trong đấy nhưng mà chị nghĩ là cái hiểu biết về giải phẫu học hoặc là cái nhu cầu hoặc là cái đòi hỏi về giải phẫu học ở trong yoga nó không phải là một cái uh, trọng điểm nó có thể trở nên quan trọng hay không là phụ thuộc vào cái nhu cầu học tập của từng giáo viên nhưng mà chị thấy xét về mặt bằng chung thì ở trong pilates thì đòi hỏi hiểu biết về cơ thể học nó nhiều hơn hơn hẳn là so với lại yoga thì chị quan sát là những cái huấn luyện viên pilates hoặc là những cái chuyên gia về pilates là họ học nhiều và họ thường xuyên đi học và nâng cấp bản thân của họ Mà nó chú trọng vào cái phần kiến thức rất là nhiều Và thậm chí là những cái khóa học Nó không thuần là vận động, nó không thuần là chuyển động đâu Những cái khóa học mà nó có tích hợp những cái sự hiểu biết Những cái nền tảng khoa học mới Hoặc những khám phá về khoa học mới gần đây Cho nên ví dụ như là mạc cơ đi thì nó thu hút rất là nhiều cái giới chuyên môn, cái giới trị liệu và Pilates, rồi giáo viên yoga mới là những người đứng sau thì ừ. đó là cái mà chị quan sát ừ. thì thì cho có, thị... có, có dạ. hình dung có chia sẻ cái, cái dạ quan vâng. sát nào ừ, tại vì điểm chính của pilates đó là um, cải thiện lại tư thế ừ. dạ vâng cải thiện lại tư thế nè rồi là hỗ trợ uh, trong phục hồi chấn thương chỉ hỗ trợ thôi ừ. thì những cái để mà cải thiện về tư thế và hỗ trợ phục hồi chấn thương đó, thì giáo viên cần phải biết đâu là tư thế chưa được đúng Đâu là tư thế chuẩn ừ. Ừ. Chấn thương vì sao lại có cái chấn thương này ừ. Ừ. Cái, cái nguyên nhân gì lại gây ra cái chấn thương đó Vì cái nhóm cơ nào gây ra chấn thương đó ừ. Và làm sao để mà um, Phục hồi lại cái nhóm cơ đang bị tổn thương đó ừ. Thì em nghĩ là <laughs> Pilates cần đòi hỏi phải học Học rất là nhiều ừ. Ừ, Học rất là nhiều và hiểu thật là sâu Để mà sau này khi mà có những cái Trường hợp nặng hiện tại là em cũng nhận được những trường hợp nặng thì mình phải hiểu được về cơ thể thì mình mới có các cách xử lý riêng được, nha. Yeah. Nếu không thì họ chỉ đến cái bên vật lý trị liệu mà thôi. Nhưng mà phải kết hợp, không chỉ giống như lúc nãy em nói mình mình sinh ra là để chuyển động, chứ không phải đến vật lý trị liệu là người ta di chuyển Chương cho mình, bình. người ta di chuyển cho mình, người ta cầm chân, người ta cầm tay hoặc là châm cứu là họ cũng làm cho mình hết. Tất cả là từ bên ngoài vào. Nhưng để mà phục hồi được tốt hơn là mình phải tự thân vận động từ bên trong thành ra họ vẫn phải tìm đến pilates thậm chí phải tìm đến cả yoga nữa, ừ. dạ nên là những ai mà có dạy yoga trị liệu là họ cũng sẽ hiểu phải hiểu được cái phần giải um, phẫu cơ thể nên em không nghĩ chỉ riêng pilates là đòi hỏi phải có cái kiến thức giải phẫu cơ thể cao Ừ. những những ai mà dạy về vận động thì đều phải có cái 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 sự hiểu biết đó ừ. nếu như mà um, muốn trở thành bất kỳ một huấn luyện viên của một bộ môn nào đó thì cũng nên hiểu về cơ thể cơ chế hoạt động của cơ thể ừ. cái, cái đấy rất là, là quan trọng dạ. ừ. cái đấy là chắc chắn Chị nghĩ là đến đây là cái cái mức độ thông tin mà hai chị em trao đổi với nhau nó cũng khá là nó không khá là dày khá là nhiều rồi ha. Bây giờ mình hỏi những câu hỏi mà nó ngẫu hứng uh, vui tươi một chút một xíu đi. Ừ. Chị uh, có biết cho một chút xíu này xem những cái video trên YouTube hướng dẫn uh, Pilates của em rất là vui tươi rất là ngộ nghĩnh rất là sinh động. Một cái lớp học uh, Pilates ở bên ngoài của em á, tức là dạy offline nó có vui tươi sinh động hơn Tới Max level luôn không hay là? <cười> <cười> à tùy mút chị ạ tùy tâm trạng không nói giỡn thôi à, hiện tại thì em đang chỉ dạy uh, cá nhân thôi à, em mà dạy lớp group thì em cũng sẽ dạy giống như vậy lớp group thảm nhà dạ, lớp group thảm thì là sẽ như thế <laughs> à. hoặc uh, có thể vui hơn à. <laughs> điên điên hơn à, nhưng mà lớp group mấy thì em tại, tại vì phải set up nhiều thứ ừ. nên là mình lại phải dạy theo một cái phong cách khác nữa còn với cá nhân học viên cá nhân thì tùy người Ừ. Ví dụ như những ai mà họ đến mà họ cảm thấy buồn Đang stress thì mình nhẹ nhàng dạ. Yeah. Ừ. Còn ai mà lên tới nơi mà tới Hào hứng quá cô trôi ơi cô cho đâu rồi Thì mình cũng sẽ hào hứng thêm <laughs> dạ, Vâng nên là tùy đối tượng mà em có một màu sắc khác nhau và ừ. em nghĩ là uh, các giáo viên thì ai cũng sẽ có một màu sắc riêng của mình em thì lúc nào cũng muốn một cái lớp nó sinh động ừ. uh, một lớp mà mọi người đến mọi người có thể được xả stress một chút ừ. xíu và cảm thấy thảnh thơi uh, cảm thấy uh, vui tươi ừ. sau khi mà kết thúc lớp học và mở cửa đi ra về là cảm thấy uh, ngân ngang đi về không? phơi phới đi về dạ uh, một số người uh, một số chị em thì lại thích uh, cái cái không khí nó điềm lại điềm ừ. lại hoặc là nhẹ nhàng ừ. thì các bạn giáo viên đó sẽ dạy nhẹ nhàng dạ ừ. những ai mà thích uh, mạnh nghiêm túc hoặc là tập trung à, đúng rồi khi mà em dạy các anh nam thì em cũng sẽ rất là tập trung và em nói rất là kỹ về cái giải phẫu học để mà các tại vì các anh hay hỏi vì sao lắm ừ. Ừ, các anh rất là tò mò về cơ thể nên là các anh hỏi ủa tập này đăng à hoặc là vì sao phải tập này dùng dùng cái cơ nào để mà tập cái này cơ đó tên gì thì lúc đó em lại phải nói về cái chuyên môn của mình nhiều hơn ừ. Ừ, và để thỏa mãn lòng các anh <cười> <cười> chứ không có giọng nhẹ nhàng này nọ đúng mấy anh sẽ bị à, chạy nó mấy anh ngủ luôn. Được, anh muốn gì thì em chiều đúng không? <laughs> Sau một thời gian tập pilates như vậy thì Joy có nhận thấy là riêng xét riêng bộ môn pilates thì nó cũng đâu đó nó có cái sự thiếu cân bằng mất cân bằng không? chỉ ví dụ như là nó có thể thiếu giãn thân trước làm dài cái thân trước ừ. và nó thiếu cái sự giãn duỗi bị động tại vì ở đây thì ở trong pilates nãy như choi nói thì là mình có thể làm co cơ co ngắn cơ lại làm dài cơ nhưng mà đều tất cả mọi thứ đều rất là active đúng không thì nó nó thiếu nó thiếu những cái như chị vừa nói Um, về cái giãn thân trước thì là sẽ không có tại vì trong ừ. một lớp pilates lúc nào cũng sẽ có cái chuyển động ngược lại đó là back ex back extension ừ. tức là duỗi lưng ra sau ừ. uh, chỉ không có back bend giống như yoga thôi ừ. dạ vâng nhưng mà giãn thân trước ví dụ cơ gặp hông thì sẽ phải giãn rất là nhiều uh, trong buổi yes. sẽ hoạt động cái phần đó rất rất là nhiều luôn tại vì mình hay ngồi ừ. uh, một cái lớp mà thiếu cái phần giãn cơ gặp hông ra là sẽ khá là thiếu thốn thiệt nhưng <laughs> nên mà là giáo giảng, viên phải phải giãn cơ ờ giãn thân trước mở phía trên tức là cơ thẳng bụng ừ. hoặc là cơ ngực thì chị cảm thấy là nó nó thiếu đúng không? Cơ, cơ ngực như cũng vậy có, không? cơ ngực à. cũng có, sẽ có những cái động tác mà chị cảm nhận được là cái phần cơ ngực và cái phần cơ bụng trước của mình thật sự là được kéo dài ra nhưng mà vẫn được kiểm soát, kiểm soát lại. À. chứ không phải là mình thả lỏng hết hoàn wow. toàn. Dạ vâng, trong ừ. lớp pilates thì sẽ không có thả lỏng hết hoàn toàn ừ. uh, như là bên các bộ môn khác đâu. Uh, lúc nào di chuyển xong, di chuyển mình đều vẫn phải có một sự kiểm soát ừ. để không đi quá cái mức giới hạn đó. Ừ. Dạ. Thì Còn, yeah, cái mà fully control gọi là full time control, kiểm soát liên tục có phải là sự mất cân bằng không? <cười> <cười> em em nghĩ là cái, cái kiểm soát fully control đó để mà bảo vệ sự an toàn thôi chứ không ừ. phải lúc nào cũng siết gần 100% mà là nhiều khi cái lực cái lực giãn đó nó sẽ nhiều hơn là cái lực kiểm soát lại để ừ. mà giãn một cách an toàn ừ. Ừ, dạ vâng ừ. Ừ, để mà người đó không có đi quá cái mức giới hạn thôi ừ. chứ không phải là uh, luôn siết gồng thật là chắc để mà đi chỉ có tới đây thôi không phải mà ừ. có thể đi hơn một chút xíu nhưng mà vẫn trong cái biên độ chuyển động an toàn đó. Ừ. 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 Ở đây Pilates em đồng ý thiếu một cái đó là thiếu cái sự thư giãn tâm trí. Ừ. Sau cái lớp Pilates sẽ không có cái giây phút Savasana giống như trong yoga ừ. để mà thả lỏng tâm trí hoàn toàn. Ừ. Mà lúc nào cũng phải dùng tâm trí hoạt động tâm trí cật lực, tại vì tập trung và kiểm soát nên là sẽ hoạt động rất là nhiều còn trong uh, yoga thì khi mà em tập yoga đây là quan điểm của em thôi khi mà em tập yoga là em di chuyển theo một cái dòng chảy ừ, em cứ để hả? em để cơ thể của em di chuyển theo cái cách mà nó được sinh ra nó di chuyển ừ. dạ. theo cái cách cơ thể của em nó đang có cấu tạo sẵn rồi nó có cái tư thế đó sẵn rồi và ừ. chỉ di chuyển đi theo thôi ừ. Ừ. nhưng pilates là phải bạn phải đi đúng như thế này phải phải xích như thế này phải thẳng lên một chút xíu nữa phải xích thêm một chút xíu nữa hoặc là vươn dài lên dài lên một chút xíu nữa khi mà tụi em dạy tụi em sẽ nói cái từ vươn dài rất là nhiều ừ. Ừ. làm dài người làm dài chứ không phải co rút lại ừ. 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 và hoạt động theo nhiều nhiều mặt phẳng khác nhau chứ ừ. không chỉ riêng cái mặt phẳng gập về phía trước hiểu hiểu ừ. ờ, uh thôi cũng được ha giống như là một ngày mình có 24 tiếng thì mình sẽ dành hẳn một tiếng để mình kiểm soát full time. Ừ, và cũng đồng rất là đúng ơi, dạ vâng và đồng thời là ví dụ như là trong tuần 2 ngày tập pilates rồi là hai ừ. ngày tập yoga một ngày đi chạy chẳng hạn ừ. là cơ thể của mình được toàn diện hoặc là một ngày đi nhảy hoặc là hai ngày đi nhảy hoặc là một ngày yoga một ngày pilates một ngày tập gym để ừ. mà cân bằng tất cả lại tại vì pilates chỉ tập những cái nhóm cơ nhỏ cơ lõi và nhờ cái cái sự nhận thức từ bộ môn pilates đó sẽ giúp cho chúng mình tập yoga hoặc là tập nhảy một cách chính xác hơn đẹp hơn ừ. thở trong pilates rất là tốt cho các bạn tập nhảy ừ. Ừ. khi mà thở dứt khoát làm cho cái cái sự vung tay hoặc là duỗi chân của bạn cũng sẽ là dứt khoát theo, dạ ừ. yeah. khi mà thở ra bằng miệng là cơ thể ừ. của bạn di chuyển khác hơn so với Ừ. Ừ. Em nghĩ là bộ môn pilates nó giống như là một cái nền tảng cho tất cả các bộ môn khác mình có thể tập bổ sung pilates và ừ. Yeah. Ừ. em khuyến khích mọi người là luôn luôn tập đa dạng để ừ. mà mình làm toàn uh, xây dựng một cái sự sắc đẹp <laughs> sắc đẹp và sức mạnh toàn diện cho cơ thể <laughs> ừ, hay quá chỉ có một cái uh, lời đồn cần choi uh, phá vỡ nhưng mà trước đó thì uh, chị muốn chia sẻ một chút xíu là um, một trong những cái niềm vui hoặc là những cái lợi ích mà chị nhận thấy uh, Pilates cho cá nhân của chị ngay tại bây giờ Đó là cái sự tập trung nó Mình không thể nào không tập trung được trong lúc mình tập 60 phút Pilates Nên rõ ràng cái sự tập luyện, cái sự tập trung nó rất là trọn vẹn Và nó phải, mình nghĩ nó phải gần như là tuyệt đối á. Uh, Nếu như cái cơ của mình nó chưa có quen thì mình sẽ rất là vất vả nhưng mà cái sự tập trung là nó phải luôn ở đó. Ừ. Cái lời đồn ở trong pilates đó là những huấn luyện viên pilates dáng rất đẹp, có đúng không? <laughs> à, khi mà nhìn thấy những uh, những thầy cô huấn luyện viên pilates dáng rất đẹp có làm cho học viên rất là sợ hãi không? <laughs> cái này um, em không thể nói được. Ừ. <laughs> Tùy vào sự cảm nhận của mỗi người thôi, ừ. sự đánh giá riêng của mỗi người thôi. Ừ. Ừ. Nhưng nếu em tin vào cái nguồn năng lượng, ừ. em tin vào nguồn năng lượng và luật hấp dẫn, nếu như mà bản thân người giáo viên đó cảm nhận cơ thể của tôi như thế này là được rồi ừ. tôi cảm thấy tự tin tôi cảm thấy khỏe mạnh với làn da này tôi cảm thấy khỏe mạnh với cái cái số lượng cơ bắp ừ. trên cơ thể của tôi như thế này tôi cảm thấy đùi tôi như thế này là đẹp vẫn gọn không bị đau không bị chấn thương không bị gì cả tôi cảm thấy khỏe mạnh thì cái nguồn năng lượng đó sẽ thu hút những người có cùng chung tần số Ừ. dạ còn những ai uh, người đẹp sẵn đọc, không nhưng em nghĩ em nghĩ như thế như thế là đủ ừ, tại vì nhìn sơ sơ thị trường việt nam thị trường sài gòn thấy bạn huấn luyện viên Pilates nào dáng cũng rất là đẹp dáng ở đây đẹp không phải là dáng chuẩn đẹp ở đây chị nói là cái đẹp mà nó rất là khỏe mạnh á ừ, chứ không phải là cái đẹp là giống như một cô người mẫu là phải có những cái tỷ lệ cơ thể này cái đó là cái không chị không phải chỉ muốn nói nhưng mà thì đó là ở sài gòn ở việt nam nhưng mà quay lại nhìn ở giáo viên ở nước ngoài thì chị thấy là ôi giáo viên pilates cũng có những cũng chỉ thấy cũng có những người cơ bắp cũng hơi lỏng lẻo cũng hơi bụng phệ một tí ừ. nhưng mà họ có thể có khả năng train um, train người khác đúng rồi à ừ. um, một cô master của em body harmonics nãy em quên giới thiệu là em có học bên body harmonics bên mỹ nữa thì ừ. cô là một giáo viên pilates nhưng người của cô là thuộc dạng quá khổ ừ. Ừ. vì sao tại vì cô bị chấn thương ngay từ nhỏ rồi ừ. cổ chân tất cả các khớp của cô đều là bị chấn thương hết từ nhỏ cho đến lớn luôn nên là cô chỉ dạy pilates mà dạy theo post rehab dạ vâng sau phục hồi tư thế của cô vẫn vẫn chuẩn. Tư thế Pilates, giáo viên Pilates lúc nào cũng sẽ là tư thế thiên về vương dài đứng thẳng ừ. chứ không có bị gù hay là bị võng lưng nhiều tại vì tất cả mọi người đều học về cái khái niệm về tư thế chuẩn là như thế nào nên khi mà mọi người tập luyện là cái cơ của mọi người cũng sẽ được mang trở về trạng thái gần như là trung tính chứ không hoàn hảo trung tính 100%. Đa số là như thế. À, còn những giáo viên khác mà thuộc dạng cơ bị lỏng lẻo hay là quá khổ, thứ nhất có thể là họ dạy quá nhiều và ít thời gian tập luyện thứ hai đó là họ bị chấn thương sẵn rồi chấn thương sẵn nên là họ không thể tập luyện nhiều chỉ là tập luyện những cái bài rất là cơ bản đủ để hỗ trợ họ giữ được cái tư thế mà giúp họ không bị đau nữa thôi ừ. hồi xưa em là bị chấn thương thì từ lúc mà chấn thương đó đến giờ là em cũng không được tập những cái uh, bài tập mà nó nâng cao được như hồi xưa nữa ừ. thành ra người em nó cũng sẽ bị to ra một chút xíu ừ. Ừ. À, nhưng em nghĩ là đã là giáo viên tức là người có cái sức mạnh truyền đạt ừ. là một người có um, một kho tàng kiến thức thì khi mà mình chọn một người giáo viên tốt mình không cần biết họ dạy cái gì ừ. nhưng cái sự ảnh hưởng cái sức mạnh truyền đạt cái kho tàng kiến thức của họ sẽ khá là quan trọng ừ. Ừ. ngoài ra là cái phần đối nhân xử thế tức là cái phần đức tính hả chị nhân cách nhân ừ. cách của người giáo viên cũng là rất là ảnh hưởng mạnh nếu như mà em chọn một người giáo viên là em cũng phải biết được cái nhân cách của họ như thế nào thông qua mạng xã hội để mà tìm hiểu trước hoặc là hỏi qua bạn bè nên em nghĩ một người giáo viên nào cũng vậy chút nhất là phải có nhân cách đã và một sự đam mê và nhiệt huyết trong công việc yêu cái sự truyền đạt chứ không phải là đơn giản là kiếm tiền một người mà kiếm tiền thì ai cũng có thể kiếm tiền được nên em nghĩ là cái cái phần hình thể nó sẽ không quan trọng bằng cái um, người giáo viên đó sẽ giúp tôi thay đổi như thế nào chị nghĩ cái ý vừa rồi của cho nó cũng rất là xứng đáng để gần như là chúng ta kết thúc cái tập podcast này trước khi thật sự kết thúc thì cho um, có thể chia sẻ là uh, sắp tới em có một kế hoạch gì không cho bản thân em cho công việc của em hoặc là cho cái studio mà em đang làm việc kế hoạch sắp tới của em đó là em muốn uh, phát triển bản thân của mình nhiều hơn thông qua nhiều khóa học khác nữa đồng thời là sau khi nghiệm lại và trải nghiệm uh, những lý thuyết những kiến thức mà mình đã học em muốn viết sách và những cái cuốn sách đó em sẽ truyền tải chia sẻ lại cho các bạn giáo viên ở trong studio trước Ừ. Dạ, để các bạn uh, trong studio của em cũng cũng được phát triển cùng với nhau uh, và nếu như mà các bạn nhận xét là thành công thì em sẽ uh, mở rộng cái sự chia sẻ và lan truyền của mình ra đến những uh, ai mà có uh, yêu thích bộ môn Pilates hoặc là muốn khám phá bộ môn Pilates này nhiều hơn. Yeah. Ừ tức là đấy là nó chỉ là một cuốn sách lưu hành uh, trong một cộng đồng nhỏ hay là nó có một cái uh, sự xuất bản uh, chính thức Dạ không xuất bản à chỉ dành cho những ai à, muốn okay. uh, muốn tìm hiểu về pilates thôi ừ. ví dụ như là uh, về giải phẫu học ừ. um, về riêng của em hoặc là uh, về uh, cách làm sao để mà phân tích tư thế ừ. dạ dành cho các giáo viên ừ. Ừ ok vậy là chị uh, chúc cho uh, những cái kế hoạch sắp tới của Troy sẽ sớm thành hiện thực và các bạn có thể luôn um, tìm thấy Troy ở Live pilates việt nam hoặc là Troy pilates và các bạn cũng có theo dõi những cái uh, kênh uh, những cái mạng xã hội như trang vừa nói tên ở đây để nhìn thấy một cô Troy rất là tươi vui còn tươi vui hơn cả ngày hôm nay các bạn cảm nhận được trang <laughs> trang, trang nghĩ là như vậy trang tin chắc là như vậy um, cảm ơn Troy rất là nhiều tham gia các podcast ngày hôm nay và chúng ta sẽ kết thúc tập podcast ngày hôm nay ở đây nhé dạ vâng cảm ơn chị trang và các bạn đã lắng nghe tập podcast này ừ, ờ <laughs> chào, chào và chào mọi người hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo Nhớ nghe podcast nhé